cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1521, thần tài lại tới. Phong tỷ, nhất định là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai sao. Thẩm ra đây là tới tính sổ, bác đầu liền vội mở miệng nói. Sao người tới không có ý tốt, người tốt thì không tới làm gì. Thẩm ra tới bao nhiêu người, Diệp oản oản nhìn về phía tam trưởng lão. Không có bao nhiêu người, chỉ 7, 8 tên, tam trưởng lão trả lời. 7, 8 người, vậy cũng không đến nỗi là đến tìm mình tính sổ. Nếu quả thật là muốn tính sổ, vậy thì trực tiếp tấn công là được. Huống chi, gã thần tài của thẩm gia, gặp mặt sẽ tặng vàng thỏi, chắc là cũng không đến nỗi tính toán chi ly đến như vậy. Được rồi, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu, sau 5 phút, mang thẩm gia đại công tử tới phòng làm việc của tôi. Đã hiểu, Lý Tư gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Từ sau lần trước Diệp Oản Oản say rượu, lý tư đối với Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ hoài nghi nào, từ đáy lòng đem Diệp Oản Oản xem như không sợ minh chủ, tin phục vô điều kiện. Chờ sau khi lý tư rời đi, Diệp Oản Oản thay một bộ quần áo đen, đội một chiếc nón đen kiểu quý tộc Pháp, khóe miệng che một mảnh lụa đen. Trước đó thẩm đại công tử từng gặp mình ở nhiếp gia, cho nên Diệp Oản Oản không thể để cho hắn ta nhận ra mình, cũng để cho đường đường tránh ở một bên, không nên xuất hiện. Sau 5 phút, thẩm gia đại công tử mang theo 7, 8 người đàn ông tiến vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Cô chính là không sợ minh chủ. Audio điện tử võ tấn bền. Thẩm gia đại công tử núp ở sau lưng mấy vị cường giả đi theo, ló đầu ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thẩm đại công tử tới cửa viếng thăm, không biết có chuyện gì. Thanh âm Diệp Oản Oản hơi lộ ra vẻ lạnh lùng. Hư, không sợ minh chủ, Năm đó các người cướp đoạt tiền tài của Thẩm gia bọn tôi, hôm nay nhìn thấy tôi, nhất định là trong lòng suy nhược, vô cùng sợ hãi đi." Thẩm gia đại công tử núp ở sau đám người, lớn tiếng quát. "Diệp Oản Oản, con nguyện nó, cũng không biết là ai sợ, mang nhiều cường giả tới như vậy, hẳn là phụ trách bảo vệ ngươi đi. Chính mình tránh ở sau lưng người khác, còn nói nàng sợ." Thẩm đại công tử hôm nay tới, chẳng lẽ chỉ là muốn hỏi tôi có sợ hay không sao? Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hừ, Bạch Minh Chủ, thật ra thì, cô cũng không cần quá mức sợ hãi, thẩm ra tôi không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền. Chuyện các người cướp tiền của thẩm ra tôi, thẩm ra chúng tôi từ trên xuống dưới căn bản không một ai nhớ đến. Thẩm ra đại công tử nói. Bắt đầu, không một ai nhớ đến mà anh lại đi nói là bọn tôi cướp tiền, tôi thấy là trí nhớ của anh so với những người khác tốt hơn đi. Thẩm đại công tử, rốt cuộc là có chuyện gì, không ngại nói thẳng, không cần phải vòng vo. Trong lòng Diệp Oản Oản rất là bất đắc dĩ, gã công tử con nhà giàu này, rốt cuộc đến để làm gì? Lúc này, thẩm gia đại công tử xua xua tay, để cho các cường giả đi theo tránh ra. Ha ha, thẩm gia bọn tôi coi trọng nhất là lễ nghĩa, hôm nay tới cửa viếng thăm, lần đầu tiên gặp các vị, lễ ra mắt là không thể thiếu. Lúc này, thẩm gia đại công tử lấy vàng thỏi ra, hướng về thất tinh chuyển tới, tới đây, cầm lấy, không nên khách khí. Thất tinh. Lúc này, thất tinh hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, sau khi thấy Diệp Oản Oản gật đầu, lúc này mới nhận lấy thỏi vàng đa tạ thẩm công tử. Tới đây, cậu cũng có. Thẩm gia đại công tử nhét vào trong tay bắt đầu một miếng vàng thỏi. Thẩm ca, bắt đầu nhìn về phía thẩm gia đại công tử, thẩm ca, anh khách khí như vậy làm cái gì, từ nay về sau. Chúng ta chính là huynh đệ, anh là đại ca, tôi là tiểu đệ, có chuyện gì thẩm ca xin anh cứ việc phân phó tiểu đệ. Thẩm ca, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Đây là điện thoại của tôi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu, không khỏi che chán, mất mặt quá. Tới đây, Bạch Minh Chủ, cái này là của cô. Chợt, thẩm gia đại công tử tiến lên trước, hướng về Diệp Oản Oản chuyển tới một miếng vàng thỏi. Trường 1522, đều là đại nhân vật có mặt mũi diệp oản oản ý cười đầy mặt nhận lấy thỏi vàng thẩm công tử anh thật là quá khách khí đúng rồi tôi còn có hai người bạn tốt cũng ở đây nghe tiếng thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút ở đâu để cho bọn họ đi ra đi đại bạch tiểu hắc diệp oản oản liền vội vàng hướng về một góc phòng làm việc kêu gọi nghe tiếng birus cùng đại bạch ngáp một cái chậm rãi đi tới thẩm gia đại công tử phong tỷ thì thật là quá đáng. Đại Bạch và Beerus muốn lễ ra mắt gì chứ? Chợt, bắt đầu xoay người, nhìn về phía thẩm gia đại công tử, thẩm ca, mẹ tôi trước đó bị xe đụng, mẹ vẫn còn đang ở tại bệnh viện. Hay là anh chờ một lát, tôi đi bệnh viện một chuyến, đem mẹ tôi cõng qua có được không? Cút, Diệp oản oản hướng về bắt đầu mắng. Nghe tiếng, bắt đầu mặt đầy lúng túng, không dám nhiều lời nữa. Lý Tư, Diệp oản oản gọi. Diệp oản oản vừa dứt tiếng, tam trưởng lão đẩy cửa phòng ra, minh chủ, có gì phân phó. Thẩm đại công tử muốn tặng ông lễ ra mắt, Diệp Oản Oản nói. Ồ, Lý Tư hơi sững sờ, chính mình và thẩm đại công tử chưa từng xuất hiện đồng thời bao giờ, lễ ra mắt là có ý gì. Còn không đợi Lý Tư suy nghĩ nhiều, một miếng vàng thỏi liền được chuyển tới trước mặt hắn. Cơ hồ theo bản năng, Lý Tư cầm lấy thỏi vàng, mân mê trong tay. Ha ha, thẩm đại công tử, ngài quá khách khí rồi. Tới thì tới thôi, còn tặng lễ vật làm gì? Thẩm đại công tử, không sợ mình còn rất nhiều huynh đệ. Lý Tư hướng về Thẩm Đại Công Tử cười nói: Tam trưởng lão, ông làm sao có thể như vậy? Thẩm ca của tôi mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải dùng theo kiểu này. Bác đầu mặt đầy tươi cười, nhìn về phía Thẩm Đại Công Tử lúc này có chút mộng bước. Thẩm ca, mẹ của tôi vẫn còn đang ở tại bệnh viện đây. đủ rồi, Diệp hoàn hoàn hơi không kiên nhẫn phất phất tay chuyện này nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của không sợ minh bọn họ biết để nơi nào không sợ minh bọn họ thiếu tiền sao mặc dù gần đây kinh tế của không sợ minh có chút eo hẹp nhưng mà khí chất vẫn phải giữ thẩm công tử không cần gấp gáp mới vừa rồi chẳng qua là cùng thẩm công tử đùa vui một chút mà thôi không sợ minh chúng tôi cũng không phải là tham tiền diệp oản oản cười nói nghe được lời này của diệp oản oản thẩm đại công tử nhất thời giận dữ, bạch minh chủ, cô đây là có ý gì, thẩm ra tôi thiếu tiền sao? Tôi thiếu tiền sao, thẩm ra thứ gì cũng có, đặc biệt là có tiền. Cô như vậy là xem thường tôi. Được rồi, Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Tư, tới đây, đem tất cả huynh đệ tỉ muội không sợ minh toàn bộ triệu tập, thẩm đại công tử có phần lễ ra mắt muốn tặng. Còn không đợi Lý Tư mở miệng, thẩm đại công tử lại bỗng nhiên cười nói, hít ngại quá lần này không mang nhiều vàng thỏi như thế lần sau lần sau nha được rồi vậy thẩm công tử hôm nay là đặc biệt tới tặng lễ ra mắt sao diệp oản oản hỏi bạch minh chủ ba ngày sau thẩm ra tôi có tổ chức một buổi yến hội đến lúc đó những người có mặt mũi tại độc lập châu đều sẽ tới xin mời bạch minh chủ nhất định phải có mặt thẩm đại công tử nói xong lấy ra mấy tờ thiệp mời đưa cho đám người diệp oản oản tiệc chia tay khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co giật, tiệc chia tay của gã thẩm gia đại công tử này nhất định phải để cho toàn bộ độc lập châu đều biết. Chẳng lẽ có gì vinh quang sao? Chỉ cần tham gia yến hội của thẩm gia, đến lúc đó sẽ còn có lễ vật tặng kèm. Thẩm gia đại công tử cười nói. Nghe tiếng, con người bắt đầu sáng lên, bắt lấy tay thẩm gia đại công tử, thẩm ca, anh cho tôi hai tấm thiệp được chứ? Tôi cũng muốn tham gia. Hoặc, à, thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm bắt đầu quan sát, Hắn chỉ muốn mời những đại nhân vật có mặt mũi tại Độc Lập Châu mà thôi. Chương 1523, cậu một tấm tôi một tấm. Chống không được, khẩn cầu đầy đau khổ của bác Đầu, cuối cùng, Thẩm gia đại công tử thập phần bất đắc dĩ, đưa cho bác Đầu hai tấm thiệp mời dự tiệc chia tay. "Thẩm ca, anh đi thong thả, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi." Bác Đầu đứng ở trước cửa, hướng về bóng lưng của Thẩm gia đại công tử cười nói. Thấy bộ dáng này của bác Đầu, lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Bắt đầu sợ rằng chính là anh em ruột thất lạc nhiều năm của nhiếp vô danh đấy. Cậu một tấm, tôi một tấm. Lúc này, bắt đầu rút ra một tấm thiệp mời, chuyển sang cho thất tinh. Thất tinh. Phong tỷ, cái anh chàng thẩm gia đại công tử kia thật là một đại tài chủ mà. Sau này chúng ta nên thường xuyên liên lạc cùng thẩm ca. Bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm bắt đầu một cái, cũng không trả lời phong tỉ yến hội thẩm ra tỷ có đi không thất tinh nhìn về phía diệp oản oản mở miệng hỏi nghe tiếng diệp oản oản trầm tư chốc lát sau đó nói nếu đã cầm thiệp mời dĩ nhiên là phải đi nói nhảm yến hội thẩm ra đi liền có quà cậu mới vừa rồi không nghe thấy thẩm ca nói sao tới mới có quà ai không muốn đi đem thiệp mời cho tôi bác đầu vội vàng mở miệng chờ sau khi bác đầu và thất tinh rời đi đường đường lúc này mới đi ra vô cùng khôn khéo ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xử lý một số tài liệu của Không Sợ Minh. Mẹ, Đường Đường nhìn chằm chằm tài liệu trong tay Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, "Đường Đường, sao vậy?" Mấy phần tài liệu mới vừa rồi mẹ xử lý, có một vài vấn đề." Đường Đường nói. "Hả?" Nghe được câu này của Đường Đường, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, "Xử lý có vấn đề?" nàng không cảm thấy có vấn đề gì cả mà lúc này đường đường đem một phần văn kiện trong số đó lật ra nói mẹ lăng gia thuộc địa bàn liên minh tội vực nếu như không sợ minh muốn tấn công lăng gia là nhất định phải được tội vực đồng ý nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn lớn diệp oản oản đường đường thật lợi hại mẹ cũng không phát hiện ra diệp oản oản không nhịn được bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của đường đường một cái Bây giờ một số chuyện thường ngày của không sợ minh, phần lớn đều là những loại chuyện như tấn công, chiếm đất của thế lực này kia. Diệp Oản Oản đối với loại chuyện này cũng không mấy tinh thông. Hôm nay còn đỡ là có đường đường nhắc nhở, nếu không có lẽ thật sẽ dẫn tới nhiễu loạn lớn. Mẹ, xem ra nghiệp vụ của mẹ vẫn chưa được thuần thục lắm. Đường đường sau này đều theo mẹ tới không sợ minh làm việc, có được không? Đường đường nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. À, Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng quả thật là rất mong có thể mỗi ngày đều mang đường đường tới không sợ minh làm việc, nhưng mà nhiếp ra chắc chắn sẽ không cho phép. Sau khi đem một chút chuyện vặt vãnh của không sợ minh xử lý xong, Diệp Oản Oản lái xe dẫn theo đường đường rời đi, trở lại nhiếp khu. Đêm đó, Diệp Oản Oản ở lại căn phòng của đường đường. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Oản Oản ban ngày trở về không sợ minh, trạng vạng tối mới trở lại nhiếp ra phụng bồi đường đường mà đối với chuyện mà cầu tạp chủng dịch thủy hàn giao phó diệp oản oản cũng không hề quên chỉ bất quá việc điều tra này quả là có chút khó khăn diệp oản oản căn bản là không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết điều tra chỗ nào thật ra thì biện pháp đơn giản nhất chính là xét nghiệm adn là được rồi chỉ bất quá diệp oản oản hỏi dò ra được tin tức là nhiếp vô yêu đã xét nghiệm adn rất phù hợp với nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ hơn nữa còn là mẹ đẻ của đường đường. Nếu từ khía cạnh này mà xem, vị, nhiếp vô ưu kia cũng không phải là hàng giả. Chỉ bất quá, dịch hủy hàn hẳn không mốc, cũng biết được bọn họ đã xét nghiệm qua ADN. Đã như vậy, vì sao còn phải nhờ mình hỗ trợ điều tra? chương 1524, nhờ cậy một chuyện. Đường đường. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản ôm lấy đường đường nằm ở trên giường, khẽ thì thầm. Mẹ, con còn chưa ngủ đâu. Rất nhanh, Đường Đường đáp lại. "Đường Đường, con không yêu mẹ sao?" Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được câu này của Diệp Oản Oản, Đường Đường ôm lấy Diệp Oản Oản, "Đường Đường rất yêu mẹ." "Ý của mẹ là, mẹ ruột của con." Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, Đường Đường bỗng lâm vào một hồi trầm mặc, mãi một chốc lát sau mới mở miệng nói, "Cũng không hẳn là không thích mẹ ruột, chẳng qua con yêu mẹ hơn mà thôi." Diệp Oản Oản, chụt, một cái, liền là một nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ bé của đường đường. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, đường đường cũng hướng về trên mặt của Diệp Oản Oản hôn một cái. Đường đường, mẹ của con trước đó là như thế nào vậy? Diệp Oản Oản lại hỏi. Khi con mới sinh ra, mẹ rời đi, đường đường nói. Nhìn đường đường, Diệp Oản Oản chợt có cảm giác vô cùng thương xót. Ôi đường đường bảo bảo đáng thương, từ khi sinh ra liền không có cha mẹ, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đối với cậu bé mà nói hẳn là vô cùng xa lạ đi nhưng cũng chẳng biết tại sao diệp oản oản thậm chí còn muốn đem tất cả mọi thứ mà mình nắm giữ cho đường đường đáng tiếc nàng không có thứ gì tuy nói chính mình cũng không phải là mẹ ruột của đường đường nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy đường đường luôn có một loại tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được xuất hiện ở sâu trong nội tâm nàng thậm chí ngay cả chính diệp oản oản cũng không hiểu tại sao chẳng qua là vô thức đem đường đường xem như con trai của mình. Thậm chí, Diệp Oản Oản thường xuyên sẽ có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu như đường đường thật sự là cốt nhục của mình, thì thật là tốt biết bao. Đường đường, con và mẹ ruột từng xác nghiệm qua em bao giờ chưa? Diệp Oản Oản lại hỏi. Trước khi cô ấy chưa về nhà, cũng đã xét nghiệm qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đường đường mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Chuyện này lại có chút kỳ quái có lẽ nào, nhiếp vội yêu cũng không phải là hàng giả, hay là dịch thủy hàn quá mức cẩn thận rồi. Nếu ngay cả em cũng đều đã thông qua, vậy mình còn điều tra cái gì? Đây không phải là ở không đi gây sự sao. Bất quá, nếu như có người dám giả mạo tiểu thư nhiếp ra, vậy tất nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Kết quả em kia có thể nào bị lỗi, hoặc là bị làm giả hay không? Diệp oản oản âm thầm suy tính trong lòng. Nhưng nếu như, ý nghĩ của mình là đúng, ngay cả một trong tứ đại thế gia độc lập châu như nhiếp gia cũng bị lừa rồi, chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như cô ả, à, nhiếp vô ưu kia thật sự là giả mạo, chính mình cứ khăng khăng truy cứu, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản bỗng vô thức ngẩn ra một chút. Nàng bây giờ là ai? Minh chủ không sợ minh đó nha. Một trong những đại nhân vật tiếng xấu rền vang nhất độc lập châu, tóc húi cua ca bạch phong, đó giờ đều là người khác sợ chính mình, nào có đạo lý chính mình lại đi sợ người khác. Hơn nữa, không sợ Minh bây giờ, hết thảy đều đã ở trong sự khống chế của nàng, tất cả trận doanh đều đã thần phục chính mình. Chỉ cần tóc húi cua ca chân chính không trở lại, vậy nàng chính là Bạch Phong. Cho dù chính mình kiên quyết truy cứu không buông tha, thậm chí là trắng trợn đi điều tra, chẳng lẽ còn có người dám gây sự với Không sợ Minh chủ như nàng hay sao? Đúng rồi, Đường Đường mẹ có thể nhờ gậy con một chuyện hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm đường đường, nhỏ giọng mở miệng nói. Được ạ, à, mẹ nói đi, đường đường gật đầu. Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ ghé sát vào tay nhỏ của đường đường nói gì đó. Sau khi nghe Diệp Oản Oản nói xong, thân sắc đường đường có chút kinh ngạc mẹ. Mẹ, muốn cái kia để làm cái gì? Đường đường ngoan ngoãn, mẹ hiện tại không tiện nói cho con biết. Đường đường có thể làm được không? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Chương 1525, đi đón hai người. Đường Đường trầm tư chốc lát, chợt đáp ứng, "Vâng, có thể làm được." Đường Đường nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này là bí mật của Đường Đường và mẹ, ai cũng không thể nói, biết không?" Diệp Oản Oản lại nói. Dạ vâng, con hiểu rồi." Đường Đường trả lời. Đến đây, Diệp Oản Oản lúc này mới giải quyết xong được phần nào tâm sự. Bất kể như thế nào, chuyện có quan hệ đến đường đường, mình tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nếu như cái vị, nhiếp vô yêu, đó là thật cũng còn khá, nhưng nếu như là giả, suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng đáng sợ. Chỉ cần đường đường làm theo điều mình nói, đến lúc đó, thật giả sẽ được phân biệt ra ngay. Cho dù cái người gọi là, nhiếp vô yêu, đó là thứ thiệt, chính mình cũng có thể cho dịch thủy hàn một câu trả lời thật xác đáng. Hôm sau, sau khi Diệp Oản Oản phê duyệt một số tài liệu của không sợ minh xong, cũng không trở lại nhiếp ra, mà lại lái xe tiến về thẩm khu. Một trong tứ đại thế gia độc lập châu, thẩm ra, tọa lạc tại nơi này. Diệp Oản Oản nhìn tấm thiệp mời trong tay, thuận theo địa chỉ trên thiếp mời, đem xe đậu sát ở phụ cận thẩm ra. Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống xe, một đội nam nhân mặc Âu phục gọn gàng liền lập tức tiến đến, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản gần thẩm ra, không thể ngừng xe. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một người đàn ông trong số đó lại nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay diệp oản oản ngại quá cô là tới tham gia yến hội sao vẻ phách lối trên mặt người đàn ông này biến mất không thấy đâu nữa nghe vậy diệp oản oản gật đầu một cái tiệc chia tay của thẩm đại công tử ồ hiểu lầm mời cô đi theo tôi trên mặt nam nhân tràn đầy nụ cười khom người làm ra một tư thế xin mời khu vực phụ cận thẩm gia này nhất là trong lúc yến hội diễn ra có rất nhiều thiếu nữ có chút nhan sắc của độc lập châu cũng sẽ quanh quẩn bốn phía. Có thể tới tham gia yến hội thẩm gia, cơ hồ tất cả đều là đại nhân vật có mặt mũi của độc lập châu. Nếu có thể tán đổ được một hai người, vậy thì cả đời sẽ vô ưu vô lo. Mới vừa tới phụ cận thẩm gia, điện thoại của nam nhân bỗng vang lên. Ngại quá, nam nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi có chút lúng túng. Không sao, Diệp Oản Oản nói. Sau khi được Diệp Oản Oản cho phép, lúc này anh ta mới nhận điện thoại đại thiếu gia ngài nói sao cái gì để cho tôi đi đón tu la chủ tôi mới vừa đón một vị khách nữ xong sắc mặt anh ta khẽ biến sau khi nghe được mấy chữ tu la chủ trong miệng anh ta xong diệp oản oản cũng trong nháy mắt cảm thấy hứng thú chẳng lẽ tiệc chia tay của gã thẩm đại công tử này liền ngay cả tu la chủ cũng đều mời tới cái gì còn có kỷ hoàng cũng để tôi đi đón diệp oản oản giờ phút này khóe miệng diệp oản oản hơi hơi co rúm lại chính mình chỉ sợ là đã đánh giá thấp địa vị của gã công tử con nhà giàu này không chỉ mời được không sợ minh chủ là mình mà còn có tu la chủ thậm chí là kỳ tu nhiễm cũng đều được anh ta mời đến đây là bữa tiệc lớn cỡ nào vậy chứ thưa quý khách tôn kính thật là ngại quá cô có thể ở đây chờ tôi một chút hay không đại công tử bên này phân phó có hai vị khách nhân trọng yếu tôi trước đem bọn họ dẫn tới có được hay không sau khi anh ta cúp điện thoại, hướng về Diệp Oản Oản dò hỏi. "Được, không sao, cậu cứ đi làm việc trước đi." Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng. "Nữ sĩ Tôn quý, cô cứ ở chỗ này, không nên tùy ý đi đi lại lại, càng đừng tự mình đi đến Thẩm gia. Bởi vì Thẩm gia quá lớn, nếu như không có tôi dẫn đi, nhất định sẽ bị lạc đường." Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. "Diệp Oản Oản, làm sao lại nghe, có chút chói tai vậy trời." Thẩm gia quá lớn sẽ lạc đường, gái gì mà vang quá vậy. Sau khi đoàn người thẩm gia này rời đi, Diệp Oản Oản liền đứng ở cạnh đường xe chạy an tâm chờ đợi. Một lát nữa chẳng lẽ bọn họ sẽ đem Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm toàn bộ đều dẫn tới sao? Chương 1526, có nhã hứng. Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, chính mình đã bị người nào đó đẩy cho một cái từ phía sau. Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người lại, nhìn chằm chằm mấy vị thiếu nữ trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy chuyện gì chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại nàng cũng không nhận ra mấy cô gái này thậm chí chưa từng thấy qua ha ha có hiểu quy củ hay không một người thiếu nữ tướng mạo không tầm thường trong số đó liếc mắt lườm diệp oản oản một cái ăn mặc thanh thuần đáng yêu như vậy là dự định câu dẫn đàn ông ở phụ cận thẩm ra đúng hay không ngươi là con gà rừng nhô ra từ nơi nào có hiểu tới trước tới sau hay không Ai cho phép người đứng ở chỗ này?" Nghe được câu này, Diệp Oản oản như có điều gì suy nghĩ. Trước đó từng nghe nhiếp vô danh nói qua, thời điểm mỗi lần thẩm gia có yến hội, không ít thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ, đều sẽ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, sau đó quen quẩn ở phụ cận thẩm gia. Nếu như có thể tình cờ gặp gỡ một đoạn tình duyên, có lẽ sẽ được một bước lên trời. Xem ra, những người trước mắt này chính là những thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ trong miệng nhiếp vô danh hơn nữa nghe ngữ khí của những người này, quả thật là đem chính mình xem như đồng loại. Ha ha, tướng mạo cũng không tệ nha, chỉ tiếc, nếu như đã không hiểu quy củ cho lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị rạch cho thương tồn, vậy coi như là không được hay cho lắm. Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Diệp Oản Oản đảo mắt qua đám người này một cái, nhưng ngay cả hứng thú phản ứng lại cũng không hề có chút mảy may nào. Tiện nhân, chủ tỷ nói chuyện với người đấy, người bị điếc hay sao? Chu Gia Vân Thành chưa nghe nói qua à? Chu Gia Đại Tiểu Thư cũng không nhận ra. Một đứa con gái trong đám trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng quát lên. Những cô gái như thế này, cơ hồ đều là tới từ các thế gia, cũng coi như danh viện. t l e n l l v n chỉ bất quá, so với những đại thế gia chân chính có mặt mũi mà nói, chính là khác nhau một trời một vực, cũng không có tư cách tham gia yến hội của thẩm gia, cho nên phần lớn chỉ có thể lẩn quẩn ở bên ngoài mà bạn gái trước đây của thẩm gia đại công tử, nghe nói cũng là một thiếu nữ nào đó giống như những người này, thả thính thành công. Tiểu muội muội mục tiêu của ngươi, hẳn sẽ không phải là thẩm đại công tử đi. Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản vẫn đứng yên tại chỗ, không nói lấy một lời, cũng không hề có phản ứng gì. Ha ha, nếu như ngươi dự định câu dẫn thẩm gia đại công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nên dẹp ý niệm này đi thẩm đại công tử, là của ta, biết chưa? Thiếu nữ cầm đầu cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề chú ý mấy nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, ánh mắt lại rơi vào xa xa. Kỳ tu nhiễm thân mặc hưu nhàn sam, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, mà nam nhân bên trái kỳ tu nhiễm, thân sắc lạnh lùng, trong mắt phảng phất như ẩn giấu hàn băng vạn năm không thay đổi. Hai người này vừa xuất hiện, tất cả các thiếu nữ ở bốn phía, đồng loạt phát ra tiếng trầm trồ đó là kỳ kỳ tu nhiễm kỳ hoàng nam nhân bên cạnh kỳ hoàng là ai thật là đẹp trai nghe nói tối hôm nay tu la chủ cũng tới có thể cùng kỳ hoàng đi sóng vai anh ta không phải chính là tu la chủ trong truyền thuyết đấy chứ tu la chủ chính là chủ nhân của một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực atula à tu la chủ chu tỷ cô xem kỳ hoàng cùng tu la chủ đang đi về phía chúng ta này chu tỷ kỳ hoàng đang nhìn cô kia trời à nghe vậy cô gái cầm đầu khẽ mỉm cười tận lực để cho mình bảo trì vẻ yêu nhã nếu như là kỳ hoàng mà nói thẩm ra đại công tử tôi cũng không cần chu tỷ kỳ hoàng thật sự đang nhìn cô kia còn hướng về chúng ta đi tới mấy cô gái mặt đầy kích động nhưng mà khiến cho mọi người khó tin chính là một đoàn người này lại trực tiếp đi tới bên cạnh nữ nhân không hiểu quy củ nọ nữ sĩ tôn quý để cho cô đợi lâu hết sức xin lỗi. Người nam nhân thẩm ra mặc âu phục thẳng tắp đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, vội vàng xin lỗi. Không sao, Diệp Oản Oản nói. Tiểu Phong, cô tới rồi. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Vào giờ phút này, danh viện bốn phía đồng loạt xứng sờ tại chỗ, khó mà tin nổi. Ừ, Diệp Oản Oản gật đầu. Chợt, ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên người tư giả hàn, ha ha tu la chủ ngược lại là có nhã hứng, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ở tại buổi tiệc chia tay của thẩm đại công tử gặp mặt. Nghe tiếng, tư giả hàn nhìn về phía diệp oản oản, bạch phong minh chủ hẳn là càng có nhã hứng hơn. Tư giả hàn vừa dứt lời, mấy vị nữ tử bên cạnh diệp oản oản, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Đám người chu tỉ, lặng lẽ lén lút nhìn về phía diệp oản oản. Bạch, bạch phong, không sợ minh chủ, bạch phong, chương 1527, rất đẹp. Mấy cô gái bên cạnh Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt khó tin hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Vốn cho là, nữ nhân này, giống như các cô. Ai có thể ngờ đâu, cô ta lại là khách quý được thẩm ra mời. Thậm chí, còn quen biết với Kỳ Hoàng, Tu La Chủ lại còn gọi cô ta là Bạch Phong Minh Chủ. Bạch Phong, thủ lĩnh không sợ minh của độc lập châu. Vào giờ phút này, chủ tỷ mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bạch cô đã làm cái gì đối với không sợ minh chủ tóc húi cua ca bạch bạch minh chủ tôi tôi mới vừa rồi chu tỷ nhìn về phía diệp oản oản âm thanh phát ra trong miệng tràn ngập bất an cùng kinh hoàng nhưng mà còn chưa đợi chu tỷ nói xong diệp oản oản liền cùng đám người thẩm ra đi thẳng về phía trước đầu cũng không thèm quay trở lại dường như căn bản không hề nghe thấy thanh âm của cô thấy đám người diệp oản oản đi xa bốn phía lúc này mới ổ lên một loạt xôn xao. Trời má, nữ nhân kia chính là người sáng lập ra không sợ minh, tóc húi của ca bạch phong nức tiếng độc lập châu. Nghe đồn, tóc húi của ca giết người không chớp mắt, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn đi tùy tiện đắc tội với cô ta. Không nghĩ tới, bạch phong trẻ tuổi như vậy, tôi vốn cho là bạch phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát, khắp người cơ bắp cuồn cuộn. Lời đồn này hoàn toàn không đúng. Nữ nhân trước mặt này, mặc váy dạ hội ngắn màu trắng, chân đi giày cao gót, đẹp đến giống như hoa hải đường trong gió xuân, lại có thể. Lại có thể sẽ là tóc húi cua ca. Chỉ chốc lát sau, một vài danh viện ở gần đó, hướng về phía đám người chu tỷ nhìn lại, không khỏi cười lạnh, chu tiểu thư, sợ cái gì chứ? Không sợ mình chủ bạch phong người ta có thân phận là tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ đến chút thủ oán này với cô? Phỏng trừng Bạch Phong từ đầu đến cuối đều coi cô là không khí. Đúng vậy, không muốn sống nữa sao? Chưa biết thân phận của người đối diện mà đã làm giá như thế. Đừng nói là cô ta, coi như là toàn bộ Chu gia, gặp phải bất kỳ một thành viên nào của Không Sợ Minh cũng phải cung kính cúi đầu chào. Chu tiểu thư này lại dám khua môi múa mép đối với Không Sợ Minh chủ như vậy, sống lâu thật đấy. Ha ha, Bạch Phong người ta là một đầu mãnh thú, là một con hổ đầy uy phong, làm sao có thể sẽ bị một con chó ghẻ hấp dẫn sự chú ý. Chớ có tự mình đa tình còn thật sự cho rằng Bạch Phong Minh Chủ sẽ trả thù cô ta đấy. Quả thật là mắc cười. Danh viện bốn phía mồm năm miệng mười, sắc mặt chu tỷ thay đổi liên tục, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám nói ra miệng. Lúc này, người của thẩm gia dẫn theo Diệp Oản Oản, kỳ tu nhiễm cùng tư dạ hàn đi về phía thẩm gia. Dọc theo con đường này, mấy người cũng không nói gì nhiều. Mấy người sóng vai đi tới, Diệp Oản Oản một cách tự nhiên đi ở bên kia của kỳ tu nhiễm, ai thân thiết, ai bị ghẻ lạnh có thể thấy được hết sức rõ ràng tiểu phong có thời gian nhớ về nhà ăn cơm kỳ tu nhiễm nhìn về phía diệp Oản oản thấp giọng cười nói nghe tiếng diệp Oản oản sững sờ sau khi lấy lại tinh thần dứt khoát hướng về kỳ tu nhiễm gật đầu một cái được nha một bên con người như băng xương của tư dạ hàn đảo qua kỳ tu nhiễm một vòng kỳ tu nhiễm nói xong con người màu nhạt giống như gió nhẹ phả xuống mặt biển nhìn về phía thiếu nữ hôm nay ăn mặc hoàn toàn bất đồng so với ngày trước nhận ra được ánh mắt của kỳ tu nhiễm diệp oản oản nghiêng đầu sao vậy kỳ tu nhiễm đánh giá người thiếu nữ bên mình trang phục hôm nay của cô diệp oản oản nhíu mày làm sao rất kỳ quái kỳ tu nhiễm rất đẹp đúng không tôi cũng thấy vậy diệp oản oản nghe vậy hài lòng gật đầu nàng cũng không tin có người đàn ông nào lại không đổ trước bộ dáng liêu yếu đào tơ hoa rủ bên hồ này. Ít nhất tư giả hàn nàng nhất định là ăn chắc rồi. Ban đầu nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ nhu nhược một chút, nhưng mà lời vuốt lông nọ lại giúp hiệu quả tăng gấp đôi. chương 1528, nữ nhân thay đổi vì người mình chấm. Kỳ tu nhiếm cười khẽ một tiếng, chưa bao giờ từng thấy cô ăn mặc như vậy. Diệp Oản Oản cố ý nhìn về phía tu la chủ ở bên cạnh, sau đó mở miệng nói như đúng rồi, nữ nhân thay đổi vì người mình chấm đó nha kỳ tu nhiếm cười một tiếng không nói gì mà cành cây khô dưới chân người nào đó trong lúc lơ đãng đạp phải bỗng biến thành bụi phấn diệp oản oản lặng lẽ lén lút nhìn gương mặt không cảm xúc như phủ băng của chàng trai nhưng khí áp lại rõ ràng trầm thấp xuống quả nhiên trực giác của nàng không sai chỉ cần là thời điểm có mặt kỳ hoàng người nào đó liền đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở chỉ chốc lát sau đoàn người diệp oản oản đi tới trước cửa thẩm ra nhìn thẩm ra rộng đến vô biên vô tận khóe miệng diệp oản oản hơi co giật bọn họ đây là một ngôi nhà sao thế này chi bằng nói là một hoàng cung thì đúng hơn diệp oản oản rốt cuộc minh bạch tại sao trước đó gã gia nhân thẩm gia lại nói đi lung tung ở thẩm gia sẽ lạc đường vậy sau khi nhìn thấy thẩm phủ quả thật là không còn lời nào để nói trước cửa thẩm phủ là hai bước điêu khắc hình rồng dài chừng trăm mét cao chừng mấy chục mét giống như rồng thật trông rất sống động ha ha ha, kỳ hoàng, khách quý, đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia yến hội thẩm gia, thật là làm cho thẩm gia chúng tôi nở mày nở mặt. thời điểm diệp oản oản nhìn thấy hai bước điêu khắc hình rồng sống động đó, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập, mặt đầy vẻ phú quý, nhanh chân đi ra, hướng về tư giả hàn cùng kỳ tu nhiễm cười nói. ha ha, thẩm thúc thúc nói gì vậy, có thể tham gia được yến hội thẩm gia là vinh hạnh của tôi mới đúng. kỳ tu nhiễm thấp giọng cười một tiếng ha ha, kỳ hoàng thật là quá cho mặt mũi. Thẩm gia chủ hào sảng cười một tiếng, chợt nhìn về phía tư giả hàn, tu la chủ, chúng ta hẳn là đã vài năm không gặp rồi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều hơn hai chén, như thế nào? Nghe tiếng, tư giả hàn hướng về thẩm gia chủ gật đầu, nói, thẩm thúc khách khí rồi, nếu ngài đã có lời, tôi đương nhiên phụng bồi. Tại độc lập châu, vô luận thế lực lớn nhỏ, đều có quan hệ hợp tác kinh tế với thẩm gia. Cho dù là võ đạo liên minh công hội, đều cần cấp cho thẩm gia mấy phần mặt mũi. Nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt này, Diệp oản oản không khỏi cảm thán. Cái gã thẩm gia chủ này, thật không hề làm giá, thật là mọi việc đều thuận lợi, bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể kết giao, khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của độc lập châu, có thể làm ăn được đến từng ngóc ngách xó xỉnh nào của độc lập châu. Ha ha, kỳ hoàng, tu la chủ, hai vị khách quý, mau theo thẩm mố thẩm mỗ sẽ chuẩn bị đại lễ cho hai vị. Thẩm gia chủ nói xong, lập tức vô cùng nhiệt tình mà bắt lấy tay của tư giả hàn và kỳ tu nhiễm, đi vào bên trong thẩm gia. Nhìn thẩm gia chủ vừa dắt tay tu la chủ và kỳ tu nhiễm vừa rời đi, cảm giác này làm sao lại có chút sai sai. Vị nữ sĩ tôn quý này, làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài ra. Một người hầu gái của thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem thiệp mời giao cho cô ta còn không đợi cô ta mở miệng, thẩm ra đại công tử bỗng nhiên đi đến đây, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Diệp Oản Oản, chật chật lắc đầu. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp rồi, được gặp cô thật là cao hứng. Nếu như cô không đến, yến hội của tôi, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Thẩm ra đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, ngữ khí đầy khoa trương mở miệng nói. Diệp Oản Oản, con miệng nó, người tổ chức tiệc chia tay thì có một đồng một cách nào liên quan tới ta? Tới đây, Cầm lấy, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Oản Oản. Chuyện này, nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng bị Thẩm gia đại công tử nhét trong tay, Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Chương 1529, chúc anh chia tay vui vẻ. Không có mật mã, Thẩm gia đại công tử nói. Không phải vậy, tôi nói là, tùy tiện quẹt, Thẩm gia đại công tử lại nói diệp oản oản đây là quà tham gia yến hội diệp oản oản cau mày hỏi dĩ nhiên mỗi một người đều có nhưng có một số người được tặng vàng thỏi có mấy người tặng châu báu có mấy người tặng nhà xe nhưng còn cô tặng thẻ ngân hàng thẩm gia đại công tử mặt đầy ngạo nghễ diệp oản oản cho em xin quỳ trước thần tài đại gia một cái tới đây mỹ nữ tôi dẫn cô đi xem thần bảo vệ trước cửa nhà tôi thẩm gia đại công tử giống như hướng dẫn viên cao cấp, ân cần đi theo Diệp Oản Oản, chỉ vào hai bức tượng rồng to lớn sống động trước cửa giới thiệu. Lúc đó, thẩm gia đại công tử cũng không hề phát giác ra là, bên trong yến hội, hai luồng ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi về phương hướng của hắn ta cùng Diệp Oản Oản, chẳng hiểu vì sao bỗng cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Đây là cha tôi năm đó mời danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phải loại phổ thông, cô biết một con rồng bao nhiêu tiền không? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói: "Bao nhiêu? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ, một con rồng này, đoán chừng ít gì cũng phải 2 triệu một con đi. Thật là giàu có." Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản đưa năm ngón tay ra. "5 triệu." Diệp Oản Oản sững sờ, thế này con miệng nó cũng quá xa xỉ. "Cộng 10." Thẩm gia đại công tử cười nói. "5 triệu 10 ngàn?" Diệp Oản Oản hỏi. "50 triệu." Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái. "Diệp Oản Oản, vậy không gọi là cộng 10, mà phải nói mà nhân 10 mới đúng chứ." Nói cách khác, chỉ riêng hai bước điêu khắc hình rồng trước cửa thẩm gia này đã là 100 triệu. "Nếu không, anh đem hai pho tượng này tặng cho tôi đi." Diệp Oản Oản nhìn Thẩm gia đại công tử nói. Nghe vậy, Thẩm gia công tử hơi sững sờ, dường như không ngờ tới Diệp Oản Oản sẽ đưa ra loại yêu cầu này, nếu cô muốn Tôi mời danh sư xây hai cái cho cô là được rồi, thứ này đã cũ rồi, làm sao có thể tặng đồ cũ cho cô được chứ? "Đừng, tôi chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần chớ coi là thật." Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng, "Vạn nhất gã công tử ngốc nhà giàu này thật sự xây hai cái cho chính mình, mình cũng không có chỗ để trưng." "Huống chi, giá tiền này đã là một con số trên trời, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận." "Ha ha ha, Thẩm lão đệ, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nhiếp vô danh chợt đi ra từ phía sau hướng về thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói nhiếp ca tới đây cho anh một giây kế tiếp thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng đưa cho nhiếp vô danh cậu nhìn cậu xem thẩm lão đệ loại quan hệ này của chúng ta cậu còn khách khí như vậy nhiếp vô danh mặt đầy vẻ không vui sau đó đem thỏi vàng thu vào hữu danh muội muội cô cũng tới rồi hả sau khi nhiếp vô danh cất kỹ thỏi vàng lúc này mới chú ý tới Diệp Oản Oản bên cạnh thẩm gia đại công tử. Mới tới, Diệp Oản Oản nói. Thời điểm Diệp Oản Oản vừa định hỏi thăm nhiếp vô danh đường đường có ở nhà hay không, mấy đội nam thanh nữ tú sống lưng thẳng tắp, hướng về nơi này đi tới. Học viện lính đánh thuê xích diễm. Học viện lính đánh thuê tinh dương. Học viện lính đánh thuê triệu vân. Nhìn thấy đội nam nữ lính đánh thuê trẻ tuổi này, không ít người chung quanh phát ra từng tiếng thán phục. Mấy đội nam nữ trẻ tuổi này, tất cả đều là học viên sát thủ cấp S hàng đầu của Tam Đại học viện. Thậm chí, còn phát hiện ra học viên là sát thủ cấp SSS. Thẩm sư huynh, chúng tôi tới rồi. Chúc anh, chúc anh, chúc anh chia tay vui vẻ. Một vị học viên lính đánh thuê xích giếm cấp SSS trong số đó, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử. Vốn muốn nói một câu chúc phúc, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể chúc phúc đúng sự thật, mặt đầy vẻ lúng túng thẩm sư huynh. Diệp Oản Oản hơi sướng sờ, hướng về nhiếp vô danh nhỏ giọng nói, cái gã thẩm gia đại công tử này, cũng là học viên của học viện Sích Diếm. Trường 1530, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào. Nghe tiếng, nhiếp vô danh gật đầu một cái, còn không phải sao. Chớ xem thường thẩm lão đệ, hắn chính là một trong số ít lính đánh thuê cấp SSS của học viện Sích Diếm. Cấp SSS, thân sắc Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ lại thẩm gia đại công tử cấp sss đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong tại độc lập châu nếu không phải phải những loại đại boss hàng đầu cơ bản có thể đi ngang lại có một số sát thủ cấp sss hàng đầu thậm chí có thể một mình đấu ngang cơ hoặc đánh bại những vị đại boss hàng đầu độc lập châu dĩ nhiên toàn bộ độc lập châu chỉ có cầu tạp chủng dịch thủy hàn không thuộc nhóm này trong lòng diệp oản oản không khỏi nghi ngờ trước đó không phải nói thẩm gia chỉ buôn bán, không đặt nặng võ thuật sao? Cái gã thẩm gia đại công tử này lại có thể sẽ là học viên cấp SSS hàng đầu của học viện Xích Diễm. Từ thời khắc này, đối với thẩm gia đại công tử, Diệp Oản Oản thật đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai, đã nói với các người rồi, không nên gọi tôi là thẩm sư huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của tôi. Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày. Nghe tiếng, lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm sững sờ, chợt gật đầu liên tục, đúng vậy. Tử thần sư huynh, là tôi sai lầm rồi. Mỗi một sát thủ, đến một cấp bậc nhất định, cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là dùng danh hiệu. Ví dụ như Nhiếp Vô Danh, tuy nói, tên của Nhiếp Vô Danh, tại Độc Lập Châu hiếm có người nào biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu Nhiếp Vô Danh, toàn bộ Độc Lập Châu đều sẽ như sấm nổ bên tai. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không biết danh hiệu Nhiếp Vô Danh là cái gì mà thôi. Tử, Tử thần giờ phút này Diệp hoàn hoàn răng môi hé mở có chút khó tin nhìn thẩm gia đại công tử trước đó nghe trưởng lão không sợ minh nhắc đến sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê xích diễm danh hiệu tử thần từng tại độc lập châu hoành hành không trở ngại giá trị vũ lực mút trời Diệp hoàn hoàn vạn vạn không ngờ tới cái gã thẩm gia đại công tử này lại có thể sẽ là sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê xích diễm tử thần anh chính là tử thần Diệp Oản Oản mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm thẩm gia đại công tử. Không thể giả được, thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục sùng bái, nhiếp vô danh lại ghé vào tai Diệp Oản Oản thấp giọng nói, đây là thẩm lão để bỏ tiền mua. Bỏ tiền mua, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ ngơ ngác, có ý gì? Ho khan khục, nhiếp vô danh có chút lúng túng. Hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng giải thích, à, hai năm trước thẩm lão để tìm tới tử thần của học viện lính đánh thuê xích diễm, dùng một số tiền lớn mua danh hiệu của hắn. Cho nên, theo bản quyền mà nói, tử thần chính là thẩm lão đệ rồi. Diệp oản oản mặt đầy mộng bức, còn con miệng nó có loại thao tác này. Danh hiệu cũng có thể mua bán. Có tiền có thể khiến cho ma đẩy quỷ. Đạo lý này, cô hiểu mà. Nhiếp vô danh cười hô hô. Vậy, cấp bậc lính đánh thuê SSS của thẩm đại công tử, không thể nào là mua chứ. Diệp oản oản hỏi. Ồ, Vậy khẳng định không phải là mua, Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lắc đầu, cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính. Thẩm lão để cống hiến cho học viện lính đánh thuê xích giếm số lượng lớn vũ khí, còn đem toàn bộ học viện lính đánh thuê xích giếm đều tân trang qua một lần, hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả trăm tòa ký túc xá hào hoa. Cống hiến đối với học viện xích giếm cực lớn, cho nên dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS. Diệp Oản Oản thế này còn không phải là mua sao. Cô cũng chớ xem thường thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp SSS, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại xích diếm. Nhiếp vô danh nói, ví dụ như là, Diệp Oản Oản nghi hoặc, tôi nhớ được một nhiệm vụ trong số đó là, cướp đồ của thế lực Atula thuộc tội vực. Cô nghĩ xem, lính đánh thuê cấp phổ thông, ai dám cướp đồ của Atula. Nhưng mà thẩm lão đệ dám, một thân một mình đi cướp đồ của Atula. Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản khó tin, Atula cứ để mặc như vậy sao? Sau đó, thẩm lão để chuyển khoản cho thế lực Atula mấy triệu, chuyện này cuối cùng chốt lại như vậy. Nhiếp Vô Danh trả lời. Diệp Oản Oản, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào. Chương 1531, bị hấp dẫn sâu sắc hóa ra vị thẩm đại công tử này, hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao bằng cách này. Mặc dù là dùng tiền đập bốn phương, nhưng mà, người ta có tiền. Người ta muốn làm gì cũng được. Bây giờ, Diệp Oản Oản tin chắc một chuyện, chỉ cần bạn có tiền, cái gì cũng dễ nói. Chỉ cần bạn có tiền, thậm chí cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội một bà tai cũng đều được, cùng lắm sau chuyện này cho võ đạo liên minh công hội tiền là được rồi. Có chuyện gì to tát đâu. Đừng nói Atula, coi như là thẩm đại công tử cướp đồ của không sợ minh chỉ cần trả tiền tùy tiện cướp thậm chí chính mình cùng phối hợp với hắn để hắn cướp ở địa điểm được chỉ định làm bộ như bị hắn dùng một ngón tay đánh bại cũng đều được các người nói cái gì vậy sau khi thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào thẩm ra đi tới bên cạnh diệp oản oản và nhiếp vô danh hiếu kỳ nói không có gì khen anh lợi hại diệp oản oản cười nói đúng đúng đúng, đúng thẩm lão đệ còn không lợi hại sao nhiếp vô danh liền vội vàng gật đầu thi khách khí rồi bình thường thôi tại độc lập châu không có chuyện gì tôi không giải quyết được danh hiệu tử thần của tôi tin tưởng các vị hẳn cũng đã nghe nói qua một hai cũng không cần tôi nói rõ đi mặt thẩm đại công tử đầy vẻ ngạo nghễ diệp oản oản ý cười đầy mặt hướng về phía thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên có tiền cũng là một loại năng lực hơn nữa đối với loại năng lực này diệp oản oản không phục không được hiện nay diệp oản oản mới rõ ràng nhận thức được thẩm gia toàn bộ độc lập châu chỉ sợ cái thẩm gia này mới là mạnh nhất đi bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đi gây xích mích được lòng người hẳn là không đếm xuể đi thôi đều ngừng ở đây nơi này làm gì thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười mang theo đám người diệp oản oản và nhiếp vô danh chậm rãi đi vào bên trong thẩm dương nhà tôi thật sự là quá lớn hích sớm biết tôi đã lái xe tới đây thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng diệp oản oản nhiếp vô danh thẩm lão đệ châu bò diệp oản oản hướng về tòa nhà gọi là thẩm dương quan sát không thể không nói thẩm gia này đích xác là cực lớn nhìn mãi không thấy điểm cuối suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì lái xe ở bên trong thẩm dương dường như cũng không có vấn đề gì đúng rồi thẩm lão đệ cậu nói cậu chia tay khua chiêng gióng trống rầm rộ như thế để làm cái gì nhiếp vô danh nhìn thẩm gia đại công tử có chút không hiểu hỏi thăm nghe câu này thẩm gia đại công tử lấy ra một điếu thuốc sau đó hít sâu một cái phun ra một ngụm khói tròn nhìn về phía nhiếp vô danh chia tay hẳn là vì thể diện không sai thẩm lão để cậu chia tay không phải là người bình thường chia tay hẳn là nên làm thật hoành hoành tráng tráng nhiếp vô danh gật đầu liên tục tôi mới đầu cũng nghĩ như vậy thẩm gia đại công tử bỗng nhiên xoay người lại một đôi mắt rơi vào trên người diệp oản oản khóe miệng hơi hơi dương lên tôi muốn đem tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình cô cảm thấy thế nào nghe tiếng diệp oản oản sững sờ tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình mắc mớ gì đến chính mình gã ngốc lắm tiền này sẽ không phải là muốn tỏ tình với mình đấy chứ mỹ nữ cô có bạn trai chưa cô kết hôn rồi sao thẩm ra đại công tử nhìn chằm chằm diệp oản oản bỗng nhiên mở miệng nói còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, nhiếp vô danh ánh mắt sáng lên, nhất thời nói, không có đâu. Làm sao có thể kết hôn, làm sao có thể có bạn trai, hoàn toàn không, có được không? Diệp Oản Oản, người còn miệng nó tiếp lời thật nhanh. Nhiếp ca, thật không dám giấu giếm, tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi cũng đã bị vị tiểu thư này hấp dẫn sâu sắc. Thẩm gia đại công tử đầy thâm tình mở miệng nói chương 1532, là cái loại người tham tiền này sao? Nghe câu này, nhiếp vô danh khoác vai Diệp oản oản một cái, thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, đây là em gái của tôi. Cậu nhìn xem hai chúng tôi lớn lên thật giống nhau đúng không? Nàng là nghĩa nữ của cha mẹ tôi, nếu đổi lại là người khác, dám theo đuổi cô em gái này của tôi, tôi liền một cái tát đập chết hắn. Nhưng mà, thẩm lão đệ nào phải người bình thường, tôi miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các người vậy. Nhưng mà những thứ những lễ vật đám hỏi, cậu cũng biết, tôi và em gái đều là người coi trọng thể diện. Nhiếp ca, anh yên tâm, lễ vật đám hỏi không thành vấn đề, tôi cũng là người coi trọng thể diện." Thẩm gia đại công tử vỗ lồng ngực một cái. "Diệp oản oản, cái chuyện gì thế này?" Thẩm lão đệ, chuyện này không cần nôn nóng, lễ vật đám hỏi sao, có ý có tứ là được, tới đây, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút." Nhiếp Vô Danh cười nói. "Chờ một chút." tôi còn muốn hỏi em gái của anh có thích tôi hay không mặc dù hỏi cũng là dư thừa độc lập châu làm sao sẽ có cô gái nào không thích tôi thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười chợt ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía diệp oản oản mỹ nữ cô có thích tôi không diệp oản oản liếc nhìn thẩm gia đại công tử một cái cái thể loại này suốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra anh tên là gì diệp oản oản nói tử thần thẩm gia đại công tử nói tên thật diệp oản oản thở dài thẩm thiên trần thẩm gia đại công tử cười nói ồ vậy thì không thích diệp oản oản lắc đầu một cái không thích thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút chuyện này cũng không sao tôi có thể thay đổi tên à cũng không có quan hệ lớn lắm đối với tên họ diệp oản oản suy nghĩ một chút nói tốt nghe câu này của diệp oản oản thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động cô biết không cô là người con gái đầu tiên cự tuyệt tôi Hai, những cô gái thích tôi kia, tôi biết, bọn họ nhìn chúng, đều là tiền của tôi, mà không phải là tài hoa của tôi. Nhiếp vô danh nhìn về phía thẩm gia đại công tử, thẩm lão đệ, tài hoa của cậu là cái gì? Có tiền, thẩm gia đại công tử giết một ngụm khói thuốc thật sâu. Được, nhiếp vô danh hướng về thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên, em gái tôi nếu như có thể cùng với một người thành thật không dối trá như thẩm lão đệ ở chung một chỗ, tôi đây cũng hoàn toàn yên tâm tôi đồng ý hôn sự của hai người. Không để cho thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng, nhiếp vô danh vừa đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên, vừa thấp giọng nói con bà nó. Hữu danh muội muội đầu cô không bị sao đấy chứ. Nếu như cô có thể cùng với thẩm lão đệ ở chung một chỗ, ngày sau, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nếu như cô có thể gả cho thẩm lão đệ, vậy ngày sau, cô chính là chủ mẫu của thẩm gia, tất cả mọi thứ của thẩm gia đều là của cô. Bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu, cho dù là Võ Đạo Liên Minh Công hội, cũng phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc. Mà tôi cũng có thể được thơm lây. Ôi viễn cảnh tương lai này tươi đẹp biết bao nhiêu. Diệp Oản oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái, hẳn là được thơm lây mới là trọng điểm đối với anh đi. Nghe vậy, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lại, muội muội, làm sao có thể nói như vậy được, tôi ở trong lòng của cô, là cái loại người tham tiền này sao? Đúng thế, Diệp Oản Oản vô cùng khẳng định gật đầu. A, à, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hữu danh muội, thật ra thì tôi đây là vì tốt cho cô mà thôi, không là cô chúng tình cổ sao? Đồ chơi này cũng không thể coi thường đâu, cô phải nghĩ biện pháp để giải quyết mới được. Tôi thấy, Thẩm lão đệ cũng không tệ, cô cảm thấy thế nào? Diệp Oản Oản mới vừa muốn nói chuyện, Thẩm gia đại công tử đã đi tới trước mặt hai người, nói, Nhiếp huynh, anh không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt chương 1533, dùng sức ăn đi. Nhiếp vô danh, được. Riêng tôi rất thưởng thức loại có tư chất này của thẩm lão đệ, một người đàn ông đích thực sẽ không làm cho người khác khó chịu. Diệp oản oản lườm nhiếp vô danh một cái. Cái gã nhiếp vô danh này hận là chính hắn không thể lấy thẩm ra đại công tử đi. Mỹ nữ, không bằng, tôi gọi người giúp việc đem xe lấy ra, tôi lái xe chở cô đến phòng ngủ của tôi hóng gió một chút, hoặc là đi thăm khu giải trí trong nhà của tôi một chút. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, nhưng một câu cũng không nói được. Quả nhiên, có tiền, muốn làm gì thì làm. Khục khục, Thẩm lão đệ, hôm nay là tiệc chia tay của cậu, chúng ta vẫn là nên trước tiên đến buổi tiệc đi. Nhiếp Vô Danh đề nghị. Ừm, Nhiếp huynh nói rất có lý. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái chợt dẫn theo Diệp Oản Oản và nhiếp vô danh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới sân tiệc. Trước mắt, trên sân tiệc đã đầy ắp cả người, trừ đại lão các phương thế lực ra, còn có nhiếp vô yêu, cùng nhiếp linh lung hai người cũng ở trong đó. Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua đám người, trên mặt kỳ tu nhiễm treo nụ cười lạnh nhạt, đang cùng với tu la chủ thấp giọng trò chuyện với nhau. Hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau thì thầm, thật giống như bạn thân lâu ngày không gặp lại. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán, hai người này trước đó rõ ràng có chút địch ý, nhưng ở tại loại trường hợp này, cũng không cách nào nhìn ra chút dao động hay địch ý nào, ngược lại so với bản thân còn thân hơn. Khả năng che giấu này, người bình thường chỉ sợ khó mà làm được. Ăn, dùng sức ăn đi, thất tinh, cậu ăn cái đó, quá tiện nghi rồi. Ăn cái này đi, cái này đắt lắm, ngốc nghếch. Không đợi Diệp Oản Oản đi đến chỗ đám người tu la chủ cùng kỳ tu nhiễm, một âm thanh hết sức quen thuộc, từ trong đám đông vang lên. Lúc này, Diệp Oản Oản sững sờ, ánh mắt vô thức hướng về một góc hẻo lánh nào đó nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy bác đầu thân mặc âu phục, trong tay bưng một đĩa thức ăn, trên bàn ăn tất cả đều là thức ăn đắt tiền. Thất tinh đứng ở bên cạnh bác đầu, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía quăng tới, mặt đầy vẻ lúng túng. Tới đây, ăn cái này, tôi đã nói với cậu, thứ này siêu đắt, bên ngoài còn không được ăn. Đợi một hồi, lúc chúng ta rời đi tìm một cái bao tải chúng ta gom nhiều nhiều đồ ăn về một chút ăn dần bác đầu vừa ăn vừa lên tiếng nếu không cậu qua bên kia ăn tôi ở nơi này chờ cậu thất tinh yên lặng chốc lát lúc này mới hướng về bác đầu nói nói nhảm gì đó cậu cũng ăn đi ăn xong chúng ta đi bên kia ăn tôi vừa mới nhìn thấy một bên khác có đồ tốt hơn đấy bác đầu nói diệp oản oản nhìn thấy một màn này không khỏi nâng tay che chán Ôi thật là mất mặt quá đi mà. Không sợ Minh chẳng lẽ không cho hắn ăn sao? Thích, lão thất, cậu nói xem Phong tỷ đâu, không tới sao? Điện thoại cũng không gọi được, đến bây giờ cũng không thấy, là chuyện gì xảy ra? Thần Sắc bắt đầu hơi có chút nghi ngờ, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát. Nghe được câu này, Diệp Oản oản che mặt, rất sợ bắt đầu sẽ nhận ra mình, vội vàng xoay người, dự định rời khỏi khu vực này. Nhưng mà còn chưa đợi Diệp Oản Oản đi ra được mấy bước, bắt đầu lại bỗng nhiên đuổi theo. Con bà nó, không thể nào, bắt đầu đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một đôi mắt quan sát Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới, mặt không cách nào tin tưởng cô là Phong tỷ. Phong tỷ làm sao lại có thể ăn mặc nữ tính như vậy? Tôi không phải, cậu nhận lầm người." Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc mở miệng, ăn mặc nữ tính như vậy là cái quỷ gì? Làm sao có thể, tỷ chính là Phong tỷ bắt đầu mặt đầy kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cậu ta, Diệp Oản Oản cho tới bây giờ đều ăn mặc bình thường, hoặc chính là ăn mặc phong cách hắc quả phụ đen như mực. Chương 1534, không ném nổi cái mặt này. Trước mặt, vị thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào đến vậy, lại có thể sẽ là minh chủ không sợ minh của bọn họ. Phong tỷ, rất nhanh, Thất Tình cũng đi lên, hướng về Diệp Oản Oản thi lễ. Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình. Cái đám này con miệng nó, tham gia yến hội của người khác, lại không thể ăn uống từ tốn một chút sao. Ăn đến không kịp thở thế này, quả thật là làm mất hết mặt mũi của mình và không sợ minh. Phong tỷ, tỷ làm sao bây giờ mới đến vậy, đồ ăn của thẩm ra quá ngon. Thích, tỷ tới sớm một chút là được rồi. Hiện tại phòng trừng đều đã sắp bị ăn xong, để có để dành lại một chút ở chỗ này cho tỷ, nhân lúc còn nóng mà ăn. Lúc này, bắt đầu đem đĩa thức ăn đưa cho Diệp Oản Oản. Cậu không phải, không phải là người đó sao? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía bắt đầu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn giống như đã gặp cậu thanh niên này, nếu như nhớ không lầm, chắc là tại không sợ minh. Mỹ nữ, cô nhận biết người của không sợ minh. Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không hề ý thức được, nữ nhân trước mặt chính là không sợ minh chủ còn không đợi diệp oản oản mở miệng nói chuyện nhiếp vô danh ôm lấy bả vai của thẩm gia đại công tử thẩm lão đệ tôi trước tiên cùng cậu đi chiêu đãi những vị khách quý kia hôm nay cậu là chủ nhà ngàn vạn lần chớ chậm trễ dứt lời không cho thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng nhiếp vô danh thuận tay đem thẩm gia đại công tử lôi đi phong tỷ tỷ ăn không bắt đầu bưng dĩa đồ ăn vặn hỏi cậu chưa ăn cơm sao lòng diệp oản oản tràn đầy bất đắc dĩ vậy khẳng định là chưa ăn đâu nha. Biết hôm nay là yến hội của thẩm gia, hai ngày nay đệ cũng không ăn cơm, chính là vì bữa tiệc này. Bắt đầu cười nói. Diệp oản oản, nghĩa nhà nó, không hổ là tinh anh không sợ minh của ta. Tôi ăn rồi, không đói bụng. Diệp oản oản nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Nghe vậy, bắt đầu hơi nhíu mày, đáng tiếc. Phong tỷ, tỷ không ăn, vậy để cùng thất tinh đi tới mấy bàn phía trước ăn vậy. Được, cậu đi đi khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. "Lão Thất, chúng ta đi." Bác Đầu hướng về Thất Tinh kêu gọi. "Tôi, tôi không đi đâu, chính cậu tự đi ăn, có được không?" Thất Tinh nhìn về phía Bác Đầu nói. "Như vậy sao được, mình tôi không ăn hết." Bác Đầu không cho Thất Tinh tiếp tục có cơ hội mở miệng, bắt lấy cánh tay của Thất Tinh, kéo hắn tiến lên. "Bây giờ, Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng của Bác Đầu rời đi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng tên này ngàn vạn lần chứa nói mình thuộc không sợ minh không sợ minh của nàng quả thực không ném nổi cái mặt này được đâu rất nhanh khóe mắt diệp oàn oản đảo qua nhưng lại thấy nhiếp vô yêu cùng nhiếp linh lung hai người đang đi về phía bên này a à, đây không phải là oàn oản tiểu thư sao nhiếp vô yêu đi tới bên cạnh diệp oàn oản nhất thời dừng lại cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét vô yêu vị này là mấy vị danh viện nhìn về phía diệp oản oản thần sắc có chút hiếu kỳ giới thiệu cho các vị một chút vị tiểu thư này trước đó đã từng chăm sóc con trai tôi đường đường một đoạn thời gian cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho con trai tôi xem cô ta như mẹ của mình hiện tại chạy đến nhiếp ra lại muốn làm nghĩa nữ của mẹ tôi nhiếp vô ưu lạnh lùng nói hả còn có thứ người như vậy nghe tiếng Mấy vị danh viện hướng về Diệp Oản Oản quan sát, thần sắc kinh ngạc. "Vô Ưu tỷ, đừng nói như vậy. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung đi tới trước, mở miệng nói, bất kể như thế nào, cô ta cũng từng chiếu cố Đường Đường một thời gian." Linh Lung muội muội, cô tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị thứ người như vậy lừa gạt. "Đường Đường là thân phận gì? Cô ta chiếu cố Đường Đường, chỉ sợ là có mưu đồ đi." Một vị danh viện trong đám lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói, chương 1535, muốn chơi, có thể phụng bồi. Được rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái. Hích, Linh Lung, cô chính là quá đơn thuần. Một vị danh viện trong đám mở miệng nói. Diệp Oản Oản lườm bọn họ một cái. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa nàng sợ phiền phức. Nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi. Loại người này làm sao có thể đi tới dự yến hội của thẩm gia được bỗng nhiên một ả danh viện mặc lễ phục màu đỏ chân mày hơi hơi nhíu lại sẽ không phải là len lén chạy vào muốn dụ dỗ đàn ông của các thế gia đấy chứ ha ha khoan hãy nói dung mạo nữ nhân này thật là không tệ một vị danh viện khác nhìn chằm chằm diệp oản oản cười lạnh một tiếng nói vậy còn phải hỏi sao nhất định là len lén trà trộn vào trong khi nói chuyện danh viện mặc lễ phục màu đỏ lập tức gọi một gã gia nhân thẩm ra ở trước mặt mình qua nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao? Gã gia nhân thẩm ra khẽ cười hỏi. Nữ nhân này có phải là len lén chuồn vào đây hay không? Lễ phục đỏ chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản. Nghe câu này, ánh mắt của gã nam nhân thẩm ra, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nữ sĩ tôn quý, vô cùng xin lỗi, cô có thể trình ra thiệp mời của mình không? Nam nhân thẩm ra hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Có thể, Diệp Oản Oản nói xong, từ trong túi sách lấy ra thiệp mời yến hội. Sau khi nam nhân thẩm gia nhìn thấy thiệp mời, mười phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói, nữ sĩ tôn quý, chân thành xin lỗi đã làm phiền cô. Cô xác định chính là khách quý do thẩm đại công tử tự mình mời. Giờ phút này, nhiếp linh lung có chút không vui lườm lễ phục đỏ. Thẩm gia là địa phương nào, nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện trà trộn vào, Ngày đó tại thẩm gia, chính mắt cô thấy được thẩm đại công tử đem thiệp mời giao cho Diệp Oản Oản. Tôi hoài nghi mấy người này không có thiệp mời, anh có phải là cũng nên xét duyệt một chút hay không? Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân thẩm gia, mở miệng nói. Nghe vậy, nam nhân thẩm gia khẽ vuốt cằm, hướng về nữ nhân lễ phục màu đỏ nói, nữ sĩ tôn quý, làm phiền cô trình thiệp mời ra. Anh nói cái gì, nữ nhân lễ phục màu đỏ chân mày cao lại, anh không nhận biết tôi sao? xin lỗi đây là chức trách của tôi làm phiền cô trình thiệp mời nam nhân thẩm ra cười nói lúc này nữ nhân lễ phục đỏ từ trong túi sách đem thiệp mời lấy ra hung hăng nhét vào trên người của nam nhân thẩm ra nhìn kỹ cho tôi sau khi nam nhân thẩm ra xác định thiệp mời không phải là giả lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho cô ta ha ha nữ nhân áo đỏ nhìn chằm chằm diệp oản oản từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh giá thấu xương cách đó không xa trên mặt kỳ tu nhiễm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ nhìn về một góc mà Diệp Oản Oản đang đứng. Tư giả dạ hàn thấy con người của kỳ tu nhiễm từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Tốt rồi, Oản Oản, đây đều là hiểu lầm, cô cũng đừng để ý. Nhiếp linh lung hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Tôi tha thứ cho các cô, Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói. Nghe vậy, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu dẫn theo mấy người, nhanh chân rời khỏi nơi này. Sau khi đi tới một góc hẻo lánh nào đó, nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi, con điếm đó tính là cái thứ gì? Tôi nhất định sẽ khiến cô ta chết không được tử tế. Nói xong, một vị danh viện trong đám nhìn về phía Nhiếp Linh Lung cười nói, "Tam tiểu thư." "Không bằng." Lời của nữ nhân áo đỏ vừa dứt tiếng, sắc mặt Nhiếp Linh Lung bỗng nhiên biến đổi, còn không đợi vị danh viện kia phục hồi lại tinh thần, một tiếng, bếp, đầy thanh thúy vang lên. Chỉ thấy, nhiếp linh lung trở tay tung một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của danh viện. chương 1536, nhiếp ra nhị tiểu thư. Tam tiểu thư, vô duyên vô cớ bị nhiếp linh lung đánh một bạt tai, danh viện hơi kinh ngạc, không biết mình đã nói cái gì chọc cho nhiếp linh lung không vui. Bếp, nghe mấy chữ tam tiểu thư, này, lúc này, nhiếp linh lung lại là một bạt tai. Hung hăng đánh ở trên mặt danh viện, sắc mặt cực kỳ âm trầm nơi nào còn bộ dạng ngọt ngào khôn khéo trước đó cô kêu tôi là cái gì thanh âm nhiếp linh lung hơi có chút âm trầm danh viện bụng mặt nhìn chằm chằm nhiếp linh lung nhưng cũng không dám đáp lời nhớ kỹ cho tôi nhiếp ra chỉ có một vị tiểu thư chính là tôi nhớ kỹ chưa nhiếp linh lung lạnh lùng nói nghe được câu này ánh mắt của danh viện rơi vào trên người nhiếp vô yêu ở một bên đang cười khanh khách nhìn tôi làm gì hỏi cô nhớ chưa? Nhiếp vô ưu cười lạnh nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của nhiếp linh lung, ngược lại còn cảnh cáo danh viện kia. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, danh viện gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía nhiếp linh lung, lần nữa sửa lời nói, nhị tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi. Nghe vậy, sắc mặt nhiếp linh lung, lúc này mới hơi hòa hoãn lại một chút. Linh lung muội muội, chớ cùng cô ta so đo, cô ta không hiểu chuyện lễ phục đỏ hướng về nhiếp linh lung cười nói. Trong mắt lễ phục đỏ, năng lực tổng thể của nhiếp vô ưu cũng không bằng nhiếp linh lung. Bây giờ nhiếp vô ưu lại càng cúi đầu xưng thần đối với nhiếp linh lung, một chút dáng điệu cùng khí thế của thiên kim nhiếp ra cũng đều không có. Ngược lại, nhiếp linh lung bây giờ mới thật sự là đáng mặt thiên kim nhiếp ra tôn quý, nhiếp ra nhị tiểu thư. Đúng rồi, vô ưu tỉ, tôi có một biện pháp, chỉnh chết cái con điếm thôi đó. Nữ nhân áo đỏ cười lạnh một tiếng nói. Nghe câu này, ánh mắt, nhiếp vô ưu rơi vào trên người danh viện quần áo đỏ. Sau khi nghe xong kế hoạch của lễ phục đỏ, ánh mắt, nhiếp vô ưu lóe lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giờ phút này, Diệp Oản Oản tán gẫu cảm thấy chán, đi dạo quanh một chút, cuối cùng ngừng lại ở trước một bàn rượu. Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi cô muốn uống cái gì? Một vị người hầu của thẩm gia nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô cùng lễ phép cười hỏi. Xa xa, sau khi tư giả hàn thấy Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh bàn rượu, chân mày không khỏi hơi nhăn lại. Thức uống, Diệp Oản Oản nhìn về phía người hầu thẩm gia tướng mạo trắng noãn, mở miệng nói. Nữ sĩ tôn quý, chúng tôi cũng không chuẩn bị thức uống. Người hầu có chút khó xử, nữ sĩ tôn quý, nếu như tử lượng cô không tốt, có thể thử rượu sâm banh đặc biệt mà thẩm gia chúng tôi chuẩn bị cho các vị khách quý. Độ cồn rất thấp, cũng không hề khác gì với các loại thức uống thông thường. Uống rượu sâm banh sẽ say sao? Diệp Oản Oản hỏi. Nếu như mình ở trong loại trường hợp này uống say, vậy cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chuyện này chưa từng nghe qua. Nam phục vụ thẩm ra nói xong, đưa cho Diệp Oản Oản một ly rượu sâm banh. Diệp Oản Oản thận trọng nhấp một miếng, sau khi nếm được mùi vị của ly rượu, lúc này mới yên lòng. Thứ đồ này, làm sao có thể uống say được? Căn bản chính là thức uống còn không đợi Diệp Oản Oản nói cảm ơn, từ trong đám người bỗng nhiên có một nữ nhân lao ra. Sau lưng nữ nhân, còn có một gã đàn ông đi theo. Gã ta mặt đầy vẻ lo lắng, hơn nữa không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Oản Oản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, đây là có chuyện gì? Người nam nhân kia, quen với mình sao? Ha ha, tôi nói sao, thì ra là như vậy. Nữ nhân nhanh chân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, không ngừng cười lạnh chợt nữ nhân từ trên bàn rượu cầm một ly rượu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản tạt tới. chương 1537, gã đàn ông này nhìn không thuận mắt. Phản ứng của Diệp Oản Oản cũng vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, làn váy bồng bềnh, thân hình hơi nghiêng, theo bản năng tránh khỏi. Người còn dám tránh, thấy vậy, nữ nhân chỉ vào Diệp Oản Oản, thở hổn hển. Lúc này, ánh mắt của kỳ tu nhiễm cùng tư giả dạ hàn của hai người, đồng loạt hướng về phía bên này người có ý gì diệp oản oản ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt lạnh giọng mở miệng khích tiểu vi cứ như vậy đi anh sai lầm rồi được không chuyện này coi như cho qua chúng ta có thể thương lượng sau gã ta kéo lại cánh tay của nữ nhân bày ra bộ dáng như muốn giàn xếp ổn thỏa lúc này ánh mắt của mọi người bốn phía lập tức hướng về đám người diệp oản oản nhìn lại diệp oản oản mặt đầy vẻ khó hiểu đôi nam nữ này hẳn là bị khuyết tật não hay là từ bệnh viện tâm thần chạy đến đã xảy ra chuyện gì không biết nữa mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ thấp giọng bàn tán cứ như vậy nữ nhân nhìn về phía nam nhân cười lạnh một tiếng thế nào đi ăn vụng ở bên ngoài còn phải che chở cho con đĩ này đúng không đừng nơi này đông người chúng ta có chuyện gì về nhà nói anh nhận sai với em gã đàn ông nói được đã như vậy vậy chúng ta liền chia tay nữ nhân liếc qua nam nhân một cái nghe vậy nam nhân lắc đầu liên tục chỉ vào diệp oản oản tiểu vi anh sai rồi nhưng thật sự không trách anh được đều là cô ta là cô ta câu dẫn anh anh đã nói với em nữ nhân này cô ta chính là nhìn trúng tiền của anh anh cũng chỉ vui đùa một chút cùng với cô ta tuyệt đối không hề động tình tiểu vi cô ta làm sao có thể sánh với em được vui đùa một chút Nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Chơi không ít tiền rồi đi." "Không có bao nhiêu, anh cho cô ta một khoản tiền, đã đoạn tuyệt quan hệ." Nam nhân liền vội vã mở miệng. Vào giờ phút này, mọi người bốn phía một mảnh xôn xao, đây là tiểu Tam bị vợ cả bắt gian. Người đàn ông này không phải là Hàng gia đại công tử sao? Cô gái kia là Tôn gia đại tiểu thư, hai người mới vừa đính hôn. Hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi một ả tiểu Tam, bị Tôn gia đại tiểu thư phát hiện nữ nhân kia chính là tiểu tam câu dẫn hàng ra đại công tử. Giờ phút này, mọi người bàn tán ẩm ý, luôn mồm luôn miệng nói. Diệp oản oản đảo mắt qua hai người một cái, trước đó còn có chút mộng bức, nhưng bây giờ cũng đã nghe rõ. Hai người này, là nghiêm túc sao, là có hiểu lầm gì đó, hay là bị người ta sai xử. Con đĩ khốn kiếp, người coi như là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta nhất định đem mặt của ngươi phế đi tôn gia đại tiểu thư nhìn trầm trầm diệp oản oản quát lạnh một tiếng vào giờ phút này các khách quý ở đây tư giả hàn đầu tiên nhìn vị hàng gia đại công tử kia một cái chợt liền đem ánh mắt thu hồi cũng không hề có bất kỳ khác thường gì tiểu vi em làm gì anh đều ủng hộ em anh sai rồi anh cũng là bị nữ nhân này đầu độc cô ta quả thật là lão luyện câu dẫn anh như vậy khiến cho anh nhất thời xung động đã mất đi lý trí làm chuyện sai lầm hàng gia đại công tử không ngừng thở dài nói. Tiện nhân, người quỳ xuống cho ta, tôn gia đại tiểu thư nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, tức giận quát lên. Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, xí. Ngươi nói ngươi, ngay cả nam nhân của mình đều không quản được còn muốn đi trách trách người khác câu dẫn nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì, tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, gã đàn ông này sao, ta thực sự nhìn không thuận mắt, các ngươi là không phải là nhận lầm người sao? Diệp Oản Oản nhíu mày mở miệng nói. Trường 1538, tôi nói chỉ có chuẩn. Nhận lầm người, hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ vào Diệp Oản Oản, con tiện nhân này, chủ động câu dẫn ta, sau đó còn lừa bịp ta một số tiền lớn. Bây giờ nói chúng ta nhận lầm người. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc. Loại nữ nhân này, làm cách nào có thể đi tới yến hội thẩm gia? biểu tình của tôn gia đại tiểu thư hận không thể đem diệp oản oản ăn tươi nuốt sống chuyện gì xảy ra lúc này nhiếp vô danh bỗng nhiên đi lên mặt đầy mộng bức ca bỗng nhiên nhiếp vô yêu tiến lên cao mày nói là vị tiểu thư này cầu dẫn vị hôn phu của tôn gia đại tiểu thư vô yêu tỷ chứa nói bậy bạ sự tình còn chưa tra rõ ràng có lẽ là hiểu lầm nhiếp linh lung mở miệng hiểu lầm Nhiếp vô ưu cười lạnh một tiếng, nếu như là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, hàng gia đại công tử đã nói chắc như đinh đóng cột, còn nói cô ta lường gạt một khoản tiền. Hẳn không phải chỉ đơn giản là hiểu lầm như vậy đi. Chửi thề một tiếng, ta cho là chuyện gì, chỉ có chút chuyện hư hỏng này. Nhiếp vô danh lườm mấy người một cái. Chợt, nhiếp vô danh chỉ vào hàng gia đại công tử, các ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn chưa hài lòng, náo cái gì mà náo diệp oản oản nhiếp vô danh bị ngu sao chỉ số thông minh không đủ liền con miệng nó đừng nói chuyện có được hay không đại ca loại chuyện này anh cũng đừng nhúng tay vào nhiếp linh lung kéo nhiếp vô danh lui lại mấy bước con điếm này dám câu dẫn nam nhân của ta hôm nay ta liền muốn khiến cho ngươi chết ở chỗ này tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm diệp oản oản nói nghe vậy trên mặt diệp oản oản treo một nụ cười như có như không rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Để cho ngươi cho là, tất cả nữ nhân đều sẽ thích nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì, dám câu dẫn ta, còn không dám thừa nhận. Thời điểm ban đầu ngươi câu dẫn ta là nói như thế nào? Ngươi nói với ta vừa thấy đã yêu, không phải là ta không gả. Lời này của hàng gia đại công tử vừa nói ra, Diệp Oản Oản lại không nhịn được bật cười. Gã đàn ông này, coi như so với bắt đầu, cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi giá trị nhan sắc nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy câu dẫn hàng gia đại công tử còn lừa bịp anh ta một khoản tiền bây giờ lại có thể không dám thừa nhận ha ha thế này có là gì loại nữ nhân này tôi đã thấy rất nhiều cậu nhìn tướng mạo của cô ta người ta cũng đích xác là có vốn tự có một câu dẫn người nào có người đó có gì lạ đâu chật chật tôn gia đại tiểu thư đích xác là có chút đáng thương kỳ quái loại nữ nhân này lại cũng có thể tham gia yến hội của thẩm đại công tử sao? Có phải là lén chuồn vào hay không? Theo lý thuyết, với an ninh của thẩm gia mà nói, không có khả năng có cơ hội len lén chạy vào. Nhưng mà, thẩm gia càng không thể nào lại đi mời loại nữ nhân này. Thân sắc của không ít danh viện và phu nhân nhìn Diệp Oản Oản, tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường. Mà một số ánh mắt của đám đàn ông lại hiện ra vẻ mập mờ. Ôn ào gì đó, ai lại ở đây làm ồn. Bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chăm chăm hàng gia đại công tử cùng tôn gia đại tiểu thư, hai người các ngươi, ở trong yến hội của ta gây chuyện. Nghe câu này, hàng gia đại công tử vội vàng nói, không không không. Thẩm huynh, anh không biết đâu, là nữ nhân này câu dẫn tôi, còn lừa bịp tôi một khoản tiền. Cái gì, nghe câu này, thẩm gia đại công tử nhất thời sướng sờ, nhìn Diệp oản oản một chút, chợt lại nhìn hàng gia đại công tử một chút, câu dẫn hắn ta. Nữ thần của hắn, tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình. Cô, cô câu dẫn hắn làm cái gì, cô câu dẫn tôi đi. Tôi chưa có bạn gái này, tôi nói chỉ có chuẩn. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng. Diệp Oản Oản, thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, mọi người mới hiểu được, khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào yến hội thẩm gia. Đây là thẩm gia đại công tử vừa ý cô ta. Trương 1539, cô ấy là không sợ Minh chủ. Cái gã thẩm gia đại công tử này, bạn gái đổi vô số người. Ở ngoài thẩm gia này, bao nhiêu danh viện đều nhắm vào thẩm đại công tử. Nếu như có thể trèo lên người thẩm gia đại công tử, dĩ nhiên là một bước lên trời. Giờ phút này, không ít danh viện và phu nhân cười lạnh lắc đầu. Khó trách loại nữ nhân này có thể đi tới yến hội thẩm gia, hóa ra là được thẩm gia đại công tử coi trọng. Tôi biết ngay mà. Nữ nhân này làm sao lại đi đá hàng gia thiếu gia, nguyên lai là có mục tiêu mới. Biết làm sao được, hàng đại thiếu gia không cách nào sánh được với Thẩm đại công tử. Một vị phu nhân trong đám ăn mặc trang phục đắt tiền, lạnh giọng cười nói: "Ha ha, Thẩm đại công tử muốn mang nữ nhân tới yến hội, còn không đơn giản sao?" "Đừng nói nữa, nữ nhân này có thể trèo lên người Thẩm đại thiếu gia, đó cũng là bản lãnh của cô ta." Không ít danh viện và phu nhân còn đang bàn tán tôn gia đại tiểu thư giơ tay lên, liền hướng Diệp Oản Oản vung tới. Nhưng mà, chỉ nghe, bếp, một tiếng thanh thúy, cánh tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của tôn gia đại tiểu thư, tiện đường tặng thêm cho ả à ta một cái tát. Người còn dám đánh lại, thấy vậy, tôn gia đại tiểu thư hung hãn nói. Cút, Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, cánh tay dùng sức, hơi đẩy về phía trước một cái. Chỉ thấy thân hình tôn gia đại tiểu thư lảo đảo, mất thăng bằng, lập tức té thẳng xuống đất. Hàng gia đại công tử tay mắt lanh lẹ, ôm lấy tôn gia đại tiểu thư. Hay cho người nữ nhân ác độc, dùng những thủ đoạn thấp hèn kia câu dẫn ta. Lừa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám đánh người. Hàng gia đại công tử nhìn chằm chằm diệp oản oản, lạnh giọng mở miệng. Nơi này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân chán ghét tổ độ đối với Diệp Oản Oản, nhưng dù sao cũng là thẩm gia đại công tử tự mình mời, người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì nhưng cũng không tiện lắm tiểu phong đã xảy ra chuyện gì sao đúng vào lúc này khóe miệng kỳ tu nhiễm ngậm lấy một nụ cười khó hiểu chậm rãi tiến đến gần nhìn thấy kỳ tu nhiễm xuất hiện toàn trường trên dưới một mảnh kinh ngạc nữ nhân này lại có thể quen biết kỳ tu nhiễm chẳng lẽ cô ta cũng có một chân cùng kỳ tu nhiễm chỉ bất quá kỳ tu nhiễm nổi danh là không gần nữ sắc sao lại thế này nhìn thấy kỳ tu nhiễm ra mặt, nhiếp linh lung cách đó không xa, trong mắt là một mảnh hàn mang. Giờ phút này, trong đám người, một người đàn ông trung niên, sau khi ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhất thời biến sắc. Nữ nhân kia, nếu như hắn không nhìn lầm, chắc hẳn là, minh chủ không sợ minh đi. Người đàn ông trung niên trước đó ở phụ cận không sợ minh, từng thấy mặt không sợ minh chủ một lần, khắc sâu ấn tượng. Mặc dù nói, hôm nay không sợ minh chủ ăn mặc, so với trước đó vài ngày vô cùng bất đồng nhưng cô ấy chính là bạch minh chủ của không sợ minh đấy hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai cũng chính là nói trời má một đám người đi nói không sợ minh chủ câu dẫn cái tên tôn gia đại thiếu gia tép diêu đó đây không phải là nói chuyện tiếu lâm cấp quốc tế sao tóc húi cua ca của độc lập châu minh chủ không sợ minh muốn một tên nam nhân còn cần đi câu dẫn trực tiếp con mịa nó trói về đây mới là phong cách làm việc của không sợ minh đi. Bạch Minh chủ quả là có hứng thú, bây giờ lại ưa thích cùng người khác cãi nhau, nhưng lại quân tử hơn không ít. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì kỳ tu nhiễm xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thở, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn. Nam nhân kia là ai? Không biết nữa. Tôi trước đó có nhìn thấy thẩm gia chủ cùng anh ta trò chuyện khá thân thiết, thẩm gia chủ gọi anh ta là Tu La Chủ. Tu La Chủ, thần sắc một vài danh viện và phu nhân vô cùng kinh ngạc. A Tu một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực. Mà Tu La Chủ, chính là thủ lĩnh của A Tu La. Trường 1540, gương mặt heo chết trôi. Chờ một chút, Tu La Chủ, gọi nữ nhân kia là gì? Một vị danh viện trong đám thần sắc kinh ngạc, dường như từ trong miệng Tu La Chủ nghe thấy được danh hào Bạch Phong. Cái danh hào Bạch Phong này, mặc dù nhất thời nhớ không ra là gì nhưng lại nghe quen thuộc như vậy thật giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào. Phong tỷ tỷ đánh nhau với ai vậy? Bỗng nhiên bác đầu bưng một con heo sữa nhỏ, cùng thất tinh nhanh chân đi vào giữa đám người. Hắn nói tôi cầu dẫn hắn, mà vị hôn thê của hắn muốn cho tôi chết ở chỗ này. Diệp hoàn hoàn thấp giọng cười nói, cầu dẫn hắn ai vậy? Bác đầu hướng về bốn phía quan sát cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người hàng gia đại công tử. Con bà nó, câu dẫn hắn, ta nhổ vào, nhìn gương mặt heo chết trôi của ngươi mà xem. Phong tỷ câu dẫn ngươi, ngươi đi chết đi, bắt đầu nói xong, heo sứa quay trong tay trong nháy mắt đập thẳng vào trên mặt hàng gia đại công tử. Ngươi, chính là cô ta câu dẫn vị hôn phu của ta, còn lừa tiền của anh ấy. Tôn gia đại tiểu thư nhìn bắt đầu, tức giận quát lên. Ngươi thả rắm cho à, bắt đầu nhìn về phía tôn gia đại tiểu thư, minh chủ không sợ minh của ta, còn cần đi câu dẫn vị hôn phu của ngươi, còn lừa tiền hắn ta. Không sợ minh muốn cái gì, trực tiếp cướp là được rồi. Giờ phút này, thất tinh tiếp lời. Ba chữ không sợ minh vừa ra, sắc mặt hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư nhất thời trắng bệch, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể nào tin được. Bọn họ nói cái gì? Nữ nhân trước mặt này là người của không sợ minh. Lại còn là không sợ minh chủ. Độc lập châu, tóc húi của ca bạch phong. Cô ta, cô ta là không sợ minh chủ. Tôn gia đại tiểu thư khó tin thất thanh kêu lên. Nói nhảm, thất tinh lường tôn gia đại tiểu thư một cái, người còn miệng nó bị mù sao. Không sợ minh chủ cũng không nhận ra. ngươi là tôn gia đi. Nếu như ta nhớ không lầm, tôn gia ngay tại phủ cận không sợ minh chúng ta là thế lực chi nhánh thuộc về không sợ minh chúng ta, đúng chứ? Tôn Long là cha ngươi à?" Thất Tinh hướng về Tôn gia đại tiểu thư hỏi. Cơ hồ theo bản năng, Tôn gia đại tiểu thư gật đầu một cái. "Thật là hay nhỉ, Tôn gia ngươi thật can đảm, bây giờ lớn mạnh lên rồi, ngay cả không sợ minh chủ cũng dám bêu xấu." Thất Tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc. Thất Tinh vừa dứt tiếng, Tôn gia đại tiểu thư trong nháy mắt âm loạn như ma. Nàng không thể tin được, thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào này lại sẽ có thể là không sợ minh chủ thủ lĩnh của đám không sợ minh giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm. Không sợ minh, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, nhiếp vô yêu, cách đó không xa chân mày hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân kia, không phải gọi là Diệp tên oản oản sao, hơn nữa còn đến từ Hoa Quốc. Hiện nay, ở tại Yến hội thẩm gia, làm sao đã trở thành minh chủ không sợ minh rồi? Đừng nói là, nhiếp vô ưu chính cả nhiếp linh lung, thần sắc cũng có chút cổ quái. Tuy nói, Nhiếp Linh Lung biết được diệp oản oản chính là Nhiếp Vô Ưu thứ thiệt, nhưng chưa từng nghe nói qua, Nhiếp Vô Ưu và Không Sợ Minh có quan hệ gì. Chẳng lẽ, thời điểm năm đó Nhiếp Vô Ưu ở bên ngoài, còn sáng lập ra Không Sợ Minh? Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Linh Lung lại phát hiện, có rất nhiều điểm bất hợp lý. Cho dù là Nhiếp Vô Ưu thật sự sáng lập ra Không Sợ Minh, cô ta bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ, cũng không khôi phục lại ký ức. Làm sao lại có thể sẽ lần nữa leo lên vị trí không sợ minh chủ? Nếu như, nhiếp vô yêu đã khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể không cùng đường đường và nhiếp ra chủ mẫu nhận nhau? Chuyện này hoàn toàn không có một chút logic nào. Chẳng lẽ nói, cô ta dưới trạng thái mất trí nhớ, đánh bậy đánh bạ, được không sợ minh xem thành bạch phong? Nhiếp Linh lùng âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, nhưng mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được. Trường 1541 còn cần đi câu dẫn sao? Rất nhanh, trong mắt Nhiếp Linh Lung khôi phục lại một tia lạnh lùng. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là không sợ Minh chủ giả mạo, vậy quả là bất chuyện. Chính mình chỉ cần đem tin tức Diệp Oản Oản là người nước hoa báo cho Không Sợ Minh, hết thảy đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Sợ chính là kỳ tu nhiễm lấy sức mạnh của mình, trợ giúp cho cô ta leo lên vị trí Không Sợ Minh chủ. Nhưng cẩn thận suy tính, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh. Với tác phong làm việc của Không Sợ Minh, cho dù là kỳ tu nhiễm, hoặc là mấy vị lão đại của tội vực, thậm chí võ đạo liên minh công hội có ra mặt, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp để một người xa lạ làm Minh chủ Không Sợ Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Linh Lung cuối cùng tin chắc, nhất định là sau khi Nhiếp Vô Ưu đi tới Độc Lập Châu, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã giả mạo thành Không Sợ Minh chủ Bạch Phong. Về phần là loại nguyên nhân nào, Nhiếp Linh Lung cũng không có hứng thú biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đã xôn xao hoàn toàn. Đám danh viện và phu nhân trước đó còn nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Oản Oản với vẻ chán ghét tràn đầy đều sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi. Nữ nhân kia, nhìn kiểu nào cũng không hề giống với người nghe đồn là cùng hung cực ác, tóc húi của ca bạch phong. Không sợ minh là khái niệm bậc nào, không sợ trời không sợ đất, từng cho A Tu La ăn hành, đoạt lấy tiền tài châu báu của thẩm gia, từng đánh lính đánh thuê của nhiếp gia, diệt thế lực chi nhánh của kỳ gia nếu như chỉ có vậy thì coi như xong đi thậm chí nghe đồn gã đàn ông được cho là mạnh nhất thế giới cũng từng bị nàng trêu vào loại nhân vật đại hung ác này sẽ đi câu dẫn hàng ra đại công tử nếu như nói đi câu dẫn vị tu la chủ kia hoặc là kỷ hoàng có lẽ còn nghe lọt lỗ tai được một chút thế nhưng hàng gia đại thiếu ra mới vừa rồi cái gã hàng gia đại công tử đó nói không sợ minh chủ lừa tiền của hắn trong đám người một vị nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng lời này vừa nói ra bốn phía yên tĩnh không một tiếng động chỉ cần là người biết dùng não suy nghĩ liền biết tuyệt đối không thể nào đâu hàng gia mặc dù là một thế gia có chút danh dự và uy tín tại độc lập châu nhưng nếu nói về tiền tiền của không sợ minh so với hàng gia ít nhất phải nhiều gấp bội trở lên không sợ minh chủ hy sinh nhan sắc chỉ vì lừa gạt một chút tiền của hàng gia đại công tử nói đùa sao không, không, không sợ minh, lúc này, tôn gia đại tiểu thư răng môi khẽ run, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, y như bùn nát tê liệt run dày trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm diệp oản oản, tóc, tóc húi cua, không, không phải, là bạch, bạch minh chủ. Diệp oản oản mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn tôn đại tiểu thư và hàng đại thiếu gia. Hai người này, nàng căn bản không quen biết, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến, vu khống mình câu dẫn hàng đại công tử, còn lừa tiền của hắn ta. Nếu như là hiểu lầm, vậy cũng dễ nói, nàng cũng có thể lý giải được. Nhưng chuyện này, hiển nhiên không phải là hiểu lầm đi. Nếu như chuyện này cũng không phải là hiểu lầm gì đó, vậy thì cách giải thích còn lại, chính là sau lưng của hai người này, nhất định có người sai xử. Lập tức, danh viện lễ phục đỏ đứng ở bên cạnh, nhiếp vô yêu, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư, là do cô ta sai khiến. Nhưng mà, cô ta làm sao có thể ngờ được, nữ nhân kia lại là không sợ minh chủ. Nếu như cô ta biết, làm sao còn dám làm ra chuyện như vậy? Không sợ minh, minh chủ, thẩm ra đại công tử mặt đầy mộng bức, đầu tiên là nhìn nhiếp vô danh ở bên cạnh mình một chút, chợt ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Oản Oản nhìn tới nhìn lui. Trước đó, thời điểm hắn đi tới không sợ minh, cái người gọi là không sợ minh chủ đó, ăn mặc cứ y như là một bà quả phụ, lại còn dùng lụa đen che mặt. Hắn làm sao có thể nhận ra, cục cưng bé nhỏ khiến cho tim hắn đập rộn rã, lại có thể sẽ là không sợ minh chủ. Khó trách, thời điểm trước đây, tôi ở tại không sợ minh nhìn thấy nàng, mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng luôn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nguyên lai, like, sớm trước đó lúc ở nhiếp ra, tôi đã gặp qua nàng. Thẩm ra đại công tử lầm bẩm trong miệng. Audio điện tử võ tấn bền chương 1542, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Hích, nhiếp vô danh mặt đầy đau buồn, bất đắc dĩ thở dài trong miệng. Lần này xong rồi. Sau khi thẩm gia đại công tử biết được Diệp Oản Oản bây giờ là không sợ minh chủ, chắc chắn sẽ không còn dám có bất kỳ ý tưởng nào. Thẩm lão đệ, thật ra thì, lão ca cũng không phải cố ý lừa gạt cậu. Cậu biết đấy, những thứ như tình yêu, cũng không hề liên quan gì đến thân phận, giới tính hay chủng tộc yêu chính là yêu, một khi yêu liền đi theo đuổi, bất kể nàng là người, là quỷ, hay là la sát. Coi như là người và chó, cũng có thể kết hôn, đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi, chỉ có điều chó thì không cần có lễ vật đám hỏi, còn người. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm thẩm gia đại công tử, thấp giọng cười và phân tích. Đúng vậy, bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử hướng về phía nhiếp vô danh giơ ngón tay cái lên, tôi thích cục cương bé nhỏ xinh đẹp và trí tuệ như vậy trí tuệ kết hợp với vũ lực, vũ lực lại kết hợp với tàn bạo cay độc, tất cả cùng tồn tại trên người một cô gái. Nàng chính là cục cưng bé nhỏ mà ông trời phái tới cùng tôi đi qua cuộc đời này. Nàng là tiểu thiên sứ, là nữ thần của tôi, là người tôi yêu thích nhất. Nghe câu này, nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức, thẩm ra đại công tử, đây là nghiêm túc sao? Khuynh hướng thích bị ngược mà nói, có tính là một loại bệnh hay không? Đúng đúng đúng, nhiếp vô danh gật đầu liên tục, thẩm lão đệ, cậu nhìn ca ca đi. Một người từng trải như ca ca có thể cho cậu hay, tình yêu chính là như vậy. Nhiếp ca, anh từng có bạn gái sao? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Vô Danh, chuyện này, Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, tình yêu và việc có bạn gái hay chưa, không hề có chút quan hệ nào đâu đấy." Nhiếp Vô Danh nói. Còn không đợi Thẩm đại công tử mở miệng, lại lần nữa cảm thấy ánh mắt lạnh giá thấu xương rơi vào trên người mình, giống như một con dao găm đầy lạnh lẽo, khiến cho cả người hắn không thoải mái. Lúc này, thẩm gia đại công tử xoay người lại, chợt phát hiện ra, tu la chủ và kỳ tu nhiễm hai người, đang chầm chầm nhìn mình. Trong mắt một vị hàm chứa nụ cười khó hiểu, trong mắt một vị khác lại tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Nhiếp ca, tu la chủ và kỳ hoàng nhìn tôi làm gì? Sao tôi có cảm giác ánh mắt này, khiến cho toàn thân phải gánh chịu một loại uy hiếp không diễn tả được bằng lời thẩm gia đại công tử hướng về nhiếp vô danh hỏi ồ nghe tiếng nhiếp vô danh hướng về phía trước nhìn lại thời điểm khi nhìn thấy tu la chủ nhiếp vô danh hơi sững sờ nam nhân này có chút quen mắt nha nhìn hết sức quen mắt hắn có phải là đã gặp ở nơi nào rồi hay không nhưng nhất thời hồi lâu lại không thể nào nhớ nổi còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng nói chuyện Cách đó không xa, tôn gia đại tiểu thư bỗng nhiên quỳ ở trước người Diệp Oản Oản, Bạch Minh Chủ. Hiểu lầm, chúng tôi nhận lầm người. Bạch Minh Chủ, xin hãy tin tôi. Bạch Minh Chủ, đích xác là hiểu lầm thôi. Trước đó có một nữ nhân câu dẫn tôi, lừa tiền của tôi. Hôm nay Bạch Minh Chủ và nữ nhân kia ăn mặc có chút tương tự, lúc này mới khiến cho chúng tôi nhận lầm. Bạch Minh Chủ ngài xin ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Hàng gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, ý cười đầy mặt ồ nhận lầm sao diệp oản oản nhìn chằm chằm hai người nhẹ giọng cười nói đúng 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 là nhận lầm tuyệt đối là nhận lầm hàng gia đại công tử cười xuề xoa bếp bỗng nhiên một tiếng bếp thanh thúy đầy tính nghệ thuật truyền khắp toàn trường dưới con mắt mọi người thất tinh chậm rãi tiến lên trở tay đánh một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt của hàng gia đại công tử lúc này khóe miệng hàng gia đại công tử có huyết dịch tràn ra. Xin lỗi, ta nhận lầm người, ta cho rằng ngươi là kẻ thù của ta. Thất tinh nhìn chằm chằm hàng gia đại công tử, mặt không cảm xúc. Nghe câu này xong, ánh mắt bắt đầu sáng lên, trong phút chốc, bay lên tung một cước, đem hàng gia đại công tử đá văng ra mấy thước bên ngoài. Úi úi, bắt đầu mặt đầy vẻ kinh ngạc, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Trường 1543, diễn không giống. Hàng gia đại công tử bị bắt đầu hung hăng đạp bay trên đất. Sau khi đứng dậy, Hàn Quang trong mắt lóe lên, trên trán nổi lên từng đường gân xanh. Cái gã hàng gia đại công tử này thân thủ tuy không tệ, nhưng hiện tại đối mặt với thành viên không sợ minh, căn bản là không dám đánh lại. Không nói tới minh chủ không sợ minh còn ở chỗ này. Hàng đại công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ phút này bắt đầu chạy chầm chậm. Sau khi tới bên người hàng gia đại công tử cười đầy mặt, mở miệng hỏi. Nghe được câu này của bác đầu, hàng gia đại công tử vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Đúng đúng đúng, hiểu lầm, đích xác là hiểu lầm. Bác đầu gật đầu liên tục, chợt không cho hàng gia đại công tử cơ hội hồi phục lại tinh thần, trở tay lại là một bà tai, hung hăng vỗ vào sau ót của hàng gia đại công tử. Ngươi, hàng gia đại công tử âm thầm cắn răng. Yo, hiểu lầm ta lại nhận lầm người, bắt đầu cười thầm. Còn không đợi hàng gia đại công tử lên tiếng, gã tiểu thần tài nhà giàu bỗng đi tới, một cước đá vào trên mông hàng gia đại công tử, đá hắn vang ra mấy thước. Hiểu lầm, nhận lầm người mà thôi, thẩm gia đại công tử cười nói. Thẩm ca, không phải là tôi nói anh, nhưng mà anh diễn thế này không giống nha. Bắt đầu nhìn về phía thẩm gia đại công tử, vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, không giống chỗ nào. Thẩm ca, chính anh nhìn đi, động tác thần thái của anh, cần phải giữ vững tính nhất quán. Anh nhìn tôi làm mẫu đây, bắt đầu dứt lời, nhanh chân đi tới bên cạnh hàng gia đại công tử, trong chốc lát, một quyền đấm thẳng trên mặt hắn ta. Yo, ngươi không có sao chứ, hiểu lầm, ngươi nhìn cái mặt heo chết trôi của ngươi mà xem, thật là cũng quá giống với cửu nhân của ta rồi. Thật xin lỗi, xin lỗi thời điểm bắt đầu tung một quyền đấm cho hàng gia đại công tử đến choáng váng chơi với, chính mình lại vội vàng đỡ lấy hắn ta, mặt đầy vẻ quan tâm. Diệp Oản Oản, khích, hai tên thiểu năng này. Được rồi. Đúng vào lúc này, thẩm gia chủ mặt không cảm xúc đi lên. Nhìn thấy thẩm gia chủ, thẩm đại công tử thật giống như chuột gặp mèo, vẻ phách lối trước đó tan biến như bọt nước. Hai người các ngươi, tại thẩm gia của ta gây chuyện, có phải là không quá thích hợp rồi hay không? thẩm gia chủ nhìn chằm chằm hàng đại công tử và tôn đại tiểu thư nói. Nghe tiếng, hai người im thiên thiết như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Bạch Minh Chủ, trước đó không nhận ra cô tới, mong Bạch Minh Chủ đừng chê trách trong lòng. Sau khi lườm hai người kia một cái, ánh mắt của thẩm gia chủ bỗng nhiên rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nghe thẩm gia chủ nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng hơi mỉm cười nói, thẩm bá bá, chuyện này đương nhiên tôi sẽ không để ý. Cái vị thẩm gia chủ này, thoạt nhìn có vẻ biết thật thà biết điều, nhưng mà so về độ lõi đời, sợ rằng ở độc lập châu này không ai có thể sánh bằng. Nếu không, một gia tộc không hề dính dáng tới võ đạo chút nào, cũng tuyệt đối không thể trở thành nhà giàu nhất tại độc lập châu, càng không thể nào trở thành một trong tứ đại thế gia của độc lập châu. Bạch Minh Chủ, hôm nay là thẩm gia tôi tổ chức yến hội, có thể cho thẩm mũ một chút thể diện nho nhỏ, để cho hai người này cút đi là được hay không? thẩm gia chủ hướng về Diệp Oản Oản cười hỏi. Mặt mũi của thẩm bá bá, dĩ nhiên là phải cấp cho. Nếu thẩm bá bá đã lên tiếng, hai người này liền do thẩm bá bá tùy nghi xử trí. Diệp Oản Oản cười nói. Vị thẩm gia chủ này, nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, ngữ khí cũng vô cùng thích đáng. Nếu như Diệp Oản Oản không chịu đáp ứng, cũng có vẻ không mấy thích hợp. Ha ha, tốt, Bạch Minh Chủ đã nể mặt lão già này như vậy, thẩm mỗ thực sự vô cùng cảm kích, thẩm gia chủ hướng về Diệp Oản Oản gật đầu một cái, chợt hướng về mấy tên hộ vệ thẩm gia ở bên cạnh phất phất tay, đem hai người này mang ra ngoài. chương 1544, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Vâng, một người hộ vệ trong đó vâng mệnh, đem hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư áp giải ra bên ngoài. Nhìn thấy phương thức xử lý của thẩm gia chủ, Diệp Oản Oản không khỏi chật chật cảm khái. Cái thẩm gia này, có thể có vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải là do tình cờ hay vận khí. Chỉ từ một chuyện này, liền có thể nhìn ra thủ đoạn của Thẩm gia chủ. Lại không để cho Tôn gia tiểu thư cùng hàng gia công tử tham gia yến hội Thẩm gia bị thương hay thậm chí còn là tử vong, cũng không để cho Không sợ Minh chủ mất mặt. Hai câu ba lời, liền hóa giải sự lúng túng của Thẩm gia coi như là chủ nhà. Tới đây, Bạch Minh chủ, trước đó không nhận ra cô tới, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút thẩm gia chủ nhìn về phía diệp oản oản ý cười đầy mặt vỗ bả vai của diệp oản oản một cái dẫn theo diệp oản oản hướng về khu khách quý đi tới bạch minh chủ mời uống trà thẩm gia chủ tự mình châm cho diệp oản oản một ly trà thẩm bá bá khách khí diệp oản oản khẽ mỉm cười nhận lấy nước trà thẩm gia chủ đưa tới cha con cũng uống chẳng biết từ lúc nào thẩm gia đại công tử đã lẳng lặng tiến lại đây hướng về phía thẩm gia chủ nhõng nhẽo nghe tiếng, thẩm gia chủ lường gã con trai ngốc của mình một cái cút đi. Con liền không cút, con muốn uống trà, thẩm gia đại công tử đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút lúng túng. Bạch Minh Chủ chê cười rồi, đứa con trai này của tôi, được nuông chiều từ bé. Thẩm gia chủ nói, Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục, thiên trần tốt vô cùng. Lúc này, phía dưới yến hội một đôi mắt của nhiếp linh lung hướng về diệp oản oản ngồi ở khu khách quý nhìn lại hàn mang lóe lên không ngừng nữ nhân vốn không nên xuất hiện này nhất định phải biến mất cách đó không xa nhiếp vô danh hướng về phía kỳ tu nhiễm đang cùng đại lão của một số thế lực tán gẫu nháy mắt các vị xin lỗi tôi có lẽ phải rời đi trước một chút kỳ tu nhiễm nhẹ giọng mở miệng mặt lộ ra một nụ cười kỳ hoàng đây là quá khách khí với chúng tôi rồi xin ngài cứ tự nhiên T-A-U-E-N-F-U-L-L-V-N một lão già trong đám nói chờ sau khi kỳ tu nhiễm rời đi một đám đại lão các thế lực không khỏi cảm thán cái gã kỳ tu nhiễm này tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn như vậy thậm chí không hề có một tí phách lối nào làm cho người ta như tắm gió xuân nhiếp huynh sao vậy kỳ tu nhiễm đi tới bên cạnh nhiếp vô danh có chút không hiểu cậu và cái gã tu la chủ đó rất quen thuộc nhiếp vô danh mặt đầy vẻ hiếu kỳ nghe vậy kỳ tu nhiễm nhẹ giọng nói nhiếp huynh nếu có chuyện không ngại nói thẳng cậu dẫn tôi tới tôi có việc cần hỏi cái gã tu la chủ đó nhiếp vô danh nói được kỳ tu nhiễm cũng không nhiều lời dẫn theo nhiếp vô danh tìm được tu la chủ đang ở một bên uống trà này nhiếp vô danh làm bộ liền muốn đến gần tu la chủ nhưng mà vẫn chưa thể tiếp cận đã bị khương viêm ngăn lại Người nào, Khương Viêm lạnh lùng nhìn nhiếp vô danh. Người cản ta, nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Khương Viêm, lão tử cứ như vậy bị ngươi ngăn cản. Ta không có sĩ diện. Nhiếp vô danh dứt lời, cánh tay phải khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đem Khương Viêm đẩy lui mười mấy bước. Khương Viêm sau khi ổn định lại thân hình, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc khó tin. Người đàn ông trước mặt này, rốt cuộc có lai lịch gì? Thực lực lại cường đại đến mức độ cậu ta hoàn toàn nhìn không thấu. Chẳng lẽ, đây là cái gã cầu tạp chủng được ca tụng là người mạnh nhất quả đất trong truyền thuyết? Đúng lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà, sau khi thấy rõ khuôn mặt Nhiếp Vô Danh, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, ung dung thản nhiên nghiêng đầu. Chương 1545, nụ cười nguy hiểm nhất của kỳ Hoàng. "A, à, cậu, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn." chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Hoàn toàn bất đắc dĩ, tư Dạ hàn lúc này mới nhìn thẳng nhiếp vô danh, lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói các hạ hẳn là nhận lầm người. Ồ, lời này của cậu có chút kỳ quái nha, tôi còn không nhận ra cậu là ai, cậu đã nói tôi nhận lầm người. Nhiếp vô danh nhìn chầm chầm tư Dạ hàn, hơi nhíu mày, nâng cầm lên, trầm tư suy nghĩ. Người đàn ông này, thật sự là nhìn quá quen mắt rồi rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào đây? Thời điểm lúc trước ở bên ngoài nhận nhiệm vụ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không phải. Độc lập châu, dường như từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua. Vậy, Hoa Quốc thì sao? a à, tôi nhớ ra rồi. Nhiếp vô danh vỗ đùi, cậu là ông chủ tiệm há cảo của Hoa Quốc đó. Tư giả hàn. Khương viêm mặt đầy mộng bức, tiệm há cảo, ông chủ, là thứ đồ chơi gì? ông chủ nhà hắn lúc nào từng mở tiệm há cảo, trở thành ông chủ tiệm há cảo. Các hạ đúng là nhận lầm người, tư dạ hàn nói. Đúng đúng đúng, nhận lầm rồi, cậu không phải là ông chủ tiệm há cảo của Hoa Quốc. Ông chủ kia tôi còn nhớ khá tròn trịa mập mạp, thật giống như cũng không được đẹp trai như cậu. Nhiếp vô danh vừa mở miệng, vừa nhìn chằm chằm tư dạ hàn, tiếp tục quan sát. Sau khi quan sát tư dạ hàn ước chừng khoảng 7, 8 phút, ánh mắt nhiếp vô danh lúc này mới lóe lên, chửi thề một tiếng, tôi nghĩ ra rồi. Cậu là bạn trai của Diệp Oản Oản, ban đầu, cậu còn giả mạo là cha của đường đường kia mà, gia chủ tư gia, tư Dạ hàn, đúng không? Lời của nhiếp vô danh vừa dứt tiếng, kỳ tu nhiễm cách đó không xa, nụ cười đặc trưng trên mặt trong nháy mắt bỗng biến mất không còn tâm hơi, ánh mắt phảng phất ẩn chứa cuồng phong sấm chấp, chậm rãi nhìn về phía tư Dạ hàn. Gia chủ tư gia hoa quốc, gã đàn ông đã tẩy đi tất cả ký ức của nhiếp vô ưu khiến cho nhiếp vô ưu hoàn toàn biến thành diệp oản oản chửi thề một tiếng gã đàn ông như cậu là cái thể loại gì để con gái nhà người ta một mình bơ vơ nơi hoa quốc cũng làm cho diệp oản oản vội vội vàng vàng một thân một mình chạy đến độc lập châu tìm cậu tôi nghe nói cô ấy còn tự mình bơi tới nữa nhiếp vô danh nhìn chằm chằm tư giả hàn vội vàng mở miệng diệp oản oản tư giả hàn các hạ nhất định là nhận lầm người rồi hai vị mà anh nói tôi cũng không hề quen Tư giả hàn từ tốn nói. Nhận lầm người, vẻ mặt nhiếp vô danh tràn ngập sự hoài nghi, dường như cũng có đạo lý. Thân phận người ta lại là tu la chủ của độc lập châu. Cái tư gia hoa quốc nhỏ bé kia, chỉ sợ ngay cả một ngón chân của tu la chủ độc lập châu so ra còn kém hơn. Người ta làm sao có thể chạy đến hoa quốc làm cái gì mà gia chủ. Được rồi, tôi có khả năng thật sự nhận lầm người. Bất quá, gương mặt này, dáng dấp này của cậu, cũng thật là quá giống nhiếp vô danh lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Khương Viêm, huynh đệ, thật ngại quá, tôi nhận lầm người. Trước tiền này, bồi bổ thân thể, coi như tôi xin lỗi cậu. Nói xong, lập tức hướng về trong tay của Khương Viêm nhét tờ 100 tệ. Khương Viêm, người con miệng nó, ở đâu tới quăng tiền lẻ? Thấy nhiếp vô danh tiêu sái rời đi, khuôn mặt kỳ tu nhiễm khôi phục lại nụ cười đặc trưng kia. Một vị lão giả tóc bạc trắng, nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo kia như đúc từ khuôn da của kỳ tu nhiễm sau khi phát hiện ra nụ cười kia trong mắt lộ ra vẻ rung động kỳ hoàng đây là muốn ăn thua đủ với ai đó có đúng hay không mỗi lần kỳ hoàng lộ ra nụ cười này người bên cạnh có thể không biết nhưng những người đi theo kỳ hoàng như bọn họ lại là người rõ ràng nhất đây là cảnh báo vô cùng nguy hiểm chính là sự yên bình cuối cùng trước bão táp chương 1546, Kỳ Hoàng và Tu La chủ đánh nhau. Kỳ Tu nhiễm ngồi ở trước mâm trà, cùng tư giả hàn mặt đối mặt. Tu La chủ, trà này như thế nào? Kỳ Tu nhiễm nhìn về phía tư giả hàn, nhẹ giọng cười nói. Không tệ, tư giả hàn lãnh đạm thờ ơ trả lời. Lúc này, Kỳ Tu nhiễm đem nước trà đẩy ra, cầm lấy con cờ trên bàn cờ trước mặt, hướng về tư giả hàn nói, Tu La chủ. Bàn cờ này của chúng ta còn chưa đánh xong, nói xong, tay phải kỳ tu nhiễm nắm lấy con cờ, đem quân cờ nhẹ nhàng đánh xuống. Tư giả hàn cũng không nhiều lời, cùng kỳ tu nhiễm tiếp tục đánh cờ. người bên cạnh đều nói, tu la chủ học thức uyên bác, tôi có một chuyện, còn muốn thỉnh giáo tu la chủ. kỳ tu nhiễm nói, nghe vậy, tư giả hàn nhìn kỳ tu nhiễm một cái, với học thức của kỳ hoàng hẳn là không nhất định cần thỉnh giáo người khác. nhưng mà kỳ tu nhiễm lại không trả lời, tự mình nói, nếu như đem trí nhớ của một người, toàn bộ thanh tẩy, hơn nữa thay bằng ký ức người bên cạnh, vậy người này có phải là tương đương với đã chết rồi không? Mang theo ký ức người khác mà sống, vì người khác mà sống, không đáng thương sao? Nghe lời này của kỳ tu nhiễm, tư dạ hàn mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào trên người kỳ tu nhiễm. Loại tựa như chết mà không chết này, sống chui nhủi ở trên thế gian, không biết chính mình tên gì họ gì. Hết thảy mọi thứ vốn thuộc về chính mình, đều hóa thành bọt nước, hư ảnh, không thể không tiếp nhận hết thảy những thứ của người khác. Thoạt nghe có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng nếu như loại tàn nhẫn này là do người thân mật nhất, người yêu dấu nhất, tín nhiệm nhất ban cho nàng, có phải là càng thêm tàn nhẫn hay không? Kỳ Tu Nhiễm nhìn Tư Dạ Hàn, nụ cười trên mặt càng nồng hơn. Kỳ Hoàng, triết học đạo lý của anh càng ngày càng tinh tế. Chỉ bất quá, tàn nhẫn hay không cũng là chuyện của người ngoài. Quản tốt chính mình trước hẳn mới là thứ mà anh cần quan tâm tư giả hàn không mặn không nhạt nói nói xong con cờ đánh về phía trước ăn một con cờ của kỳ tu nhiễm ha ha vẫn luôn nghe nói phó học của tu la chủ không tệ sớm liền muốn thỉnh giáo cải lương không bằng bạo lực không bằng vui đùa một chút kỳ tu nhiễm mặt đầy nụ cười nhẹ như mây gió một giây kế tiếp kỳ tu nhiễm nâng bàn tay phải lên chậm rãi đem quân cờ thả trên bàn cờ cùng lúc đó chỉ nghe uỳnh một tiếng thật lớn vang lên bàn cờ không biết dùng loại chất liệu nào chế tạo trong nháy mắt nổ tung hóa thành đá vụn nghe tiếng động này mọi người trong yến hội nhất thời yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người rối rít hướng về tư dạ hàn và kỳ tu nhiễm nhìn lại chuyện gì xảy ra đây không phải là kỳ hoàng và tu la chủ sao bác đầu mặt đầy kinh ngạc chửi thề một tiếng hai người kia đánh cờ đánh tới giận luôn rồi hả nghe câu này thất tinh liếc mắt chừng bắt đầu một cái, cậu cho là, đánh cờ còn có thể khiến não phẳng đi hay sao? Cậu đây không phải là nói nhảm sao? Bắt đầu nhìn về phía thất tinh, chuyện này cùng một đạo lý với đánh bài địa chủ. Cậu có thể thắng tôi một lần, có thể thắng tôi hai lần. Nhưng nếu cậu con miệng nó liên tục thắng tôi 18 lần, một lần cũng không nhường cho tôi thắng, cậu xem thử tôi có đánh chết cậu hay không? Lão tử không đánh chết người, lão tử liền đập đầu xuống đất tử tử ngay cậu cũng không cần nhặt xác cho tôi đâu, tôi nói cho cậu hay. Thất tinh, chửi thề một tiếng, mọi người mau nhìn xem, kỳ hoàng và tu la chủ, đánh cờ đánh đến giận rồi. Hai người thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhau rồi, bắt đầu mặt đầy kích động, cao giọng oang oang hô vang bốn phía. Theo lời của bác đầu vừa dứt tiếng, mọi người đang phân tán tại các nơi ở thẩm gia, ùn ùn như thủy triều vọt thẳng về nơi này. Tại độc lập châu, Đừng nói là được chứng kiến Kỳ Hoàng và Tu La chủ động thủ, dù cho là được gặp mặt hai người kia, muốn gặp được cũng đã khó như lên trời. Sớm liền nghe, thực lực của Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ đều cực mạnh, nhưng không một ai từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay nếu như có cơ hội này, ai lại không muốn nhìn một chút. Diệp Oản oản theo bản năng hướng về phương hướng của Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại, mặt đầy mộng bức. Hai người này Chương 1547, đánh cờ đến tức giận. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vốn đang cùng Thẩm gia chủ uống trà, nghe được tiếng của Bắc Đầu, lập tức hướng về phía hai người nhìn sang. Hai người này lại có thể đang đánh cờ. Đánh cờ đến tức giận muốn đánh nhau. Lúc này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khó tin. Nếu như nói là Bắc Đầu đánh cờ thua mà tức giận gây sự, Diệp Oản Oản cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng nếu như là kỳ tu nhiễm và tu la chủ, loại nhân vật tầng thứ này tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Hai người này, đang êm đang đẹp đánh cờ, trước đó một giây, ngoài mặt còn thân như huynh đệ, nhưng một giây sau, làm sao lại muốn đánh nhau rồi. Lúc này, Khương Viêm bước ra một bước, ngăn ở bên người tư giả hàn, lạnh lùng nhìn kỳ tu nhiễm. Nhưng mà, còn không đợi Khương Viêm kịp có động tác gì, khô cốt đã từ trong đám người đi ra, chống lại Khương Viêm. Khô cốt, lui ra kỳ tu nhiễm nhìn về phía khô cốt lạnh lùng mở miệng nghe lệnh khô cốt hơi nhíu mày tựa như muốn nói gì nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng chỉ có thể theo ý của kỳ tu nhiễm lui xuống khương viêm tu la chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng chủ tử khương viêm vội vàng nói vết thương của ngài đã khỏi rồi tu la chủ nói vâng khương viêm còn muốn nói gì nhưng còn chưa kịp nói xong Tu La Chủ đã ra lệnh, lui ra. Khương Viêm cắn răng, đối với mệnh lệnh của Tu La Chủ, tự nhiên không dám trái, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về sau. Khô Cốt và Khương Viêm vừa lui ra, kỳ tu nhiễm trong nháy mắt có động tác, bước ra một bước, thân thể đã lướt tới trước người Tư Dạ Hàn. Chợt, cánh tay phải khẽ nâng lên, một trường tung ra. Trường thế như sóng gợn trong nước, giống như có từng cơn sóng hiện lên. Trường chưa đến, tiếng gió đã giết lên vù vù trong chớp mắt, Tu La Chủ thần sắc bất biến, cũng là một trường vỗ ra. Trường kích của Tu La Chủ và Kỳ Tu Nhiễm giống như hai ngôi sao băng lệch khỏi quỹ đạo va chạm vào nhau. Một giây kế tiếp, một tiếng nổ vang lên, tạo ra âm thanh điếc tai. Kỳ Tu Nhiễm thân hình phiêu giật như tiên, Tu La Chủ lại như đạp đỉnh núi tuyết, từng chiêu từng thức, tất cả đều làm cho người ta run như cầy sấy. Thấy Tu La Chủ cùng Kỳ Tu Nhiễm giao đấu, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, Hai người này đánh một trận, thật là bất ngờ, nhưng mà, nếu như dựa theo logic mà nói, chính mình có phải là không nên nhắm mắt làm ngơ hay không? Một bên, Thẩm gia chủ nhìn về phía Tu La chủ cùng Kỳ Tu nhiễm, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng thân là chủ nhà, Thẩm gia chủ cũng không có bất kỳ hành động nào, thật giống như cũng không dự định ra tay can thiệp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại yến hội Thẩm gia ở đây đều là mặt đầy kinh ngạc. Trên lý thuyết loại đại nhân vật ở tầng thứ giống như tu la chủ và kỳ hoàng coi như có thâm cửu đại hận gì cũng sẽ không đánh nhau ở những dịp thế này bọn họ đi tới được địa vị ngày hôm nay không người nào không phải là loại có sành có sỏi trong đầu sự việc nặng nhẹ không có khả năng không phân được rõ ràng coi như thật sự muốn đánh nhau hẳn cũng nên sau khi yến hội thẩm ra kết thúc mới đúng kỳ quái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kỳ hoàng và tu la chủ lại đi đánh nhau ngay thời điểm yến hội thẩm ra được tổ chức. Một vị tân khách, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi gã bắt đầu không sợ minh kia, hình như có nói, kỳ hoàng và tu la chủ là bởi vì đánh cờ mà tức giận, lúc này mới đánh nhau. Đánh cờ đánh, đánh đến tức giận. Nghe câu này, không ít tân khách xứng sở tại chỗ. Đây là cá tháng tư hay sao? Kỳ hoàng và tu la chủ là tầng thứ gì? Làm sao có thể sẽ bởi vì đánh cờ mà tức giận tranh đấu? Gã ta có thể lý giải thành như vậy, không phải là thiếu thông minh sao? Nghe mọi người đàm tiếu, Thất Tinh Yên lặng thối lui về phía sau, kéo giãn ra một khoảng cách cùng bắt đầu. Chương 1548, hẳn là nên giả điếc ngó lơ. Lúc này, khu khách quý, Diệp Oản oản mặt đầy mộng bức. Dựa theo tình hình hôm nay mà nói, chính mình có phải là là nên đi giúp Kỳ Tu Nhiễm hay không? Trên danh nghĩa, mình là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm mặc kệ là âm thầm hay là công khai. Tuy chuyện này không có quan hệ gì với nàng, là chuyện của tóc húi cua ca, nhưng bây giờ thân phận của nàng còn không phải là tóc húi cua ca sao? Nếu như mình không đi giúp kỳ tu nhiễm mà nói, có phải có chút khó ăn nói? Nhưng mà, loại cường giả có cấp bậc như kỳ tu nhiễm và tu la chủ giao thủ, nàng đi lên phỏng trừng cũng chỉ là làm màu mà thôi. Nếu nói là can ngăn, dường như không quá thực tế, nàng hẳn là nên giả điếc ngó lơ, lặng im quan sát thì tốt hơn trong đám người nhiếp linh lung mặt không cảm xúc một đôi con ngươi lãnh đạm quét qua toàn trường yến hội thẩm ra lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn kỳ hoàng và vị thủ lĩnh của một trong ba thế lực nòng cốt của tội vực trong truyền thuyết kia tu la chủ lại có thể đánh nhau linh lung cô muốn xưng bá độc lập châu còn ả à diệp oản oản đó nhất định phải chết giờ phút này nhiếp vội yêu đứng ở trước người nhiếp linh lung thấp giọng nói nhiếp linh lung lườm nhiếp vô yêu một cái cô cho là thứ phế vật đó có thể ngăn tôi sao nghe câu này nhiếp vô yêu như có điều gì suy nghĩ Giã tâm của nhiếp linh lung nhiếp vô yêu hết sức rõ ràng cô ta muốn sưng bá toàn bộ độc lập châu đem hết thảy tất cả dẫm đạp ở dưới chân mình tôi đột nhiên có cảm giác sau khi nhiếp vô yêu mất trí nhớ cuộc sống vô cùng thê thảm giống như một tên hề sống trên cõi đời này mà chúng ta trong lúc rảnh rỗi nhìn tên hề này vụng về biểu diễn há chẳng phải là cảnh đẹp ý vui bỗng nhiên nhiếp vô yêu thấp giọng cười một tiếng cô nói xem cứ như vậy nhìn cô ta sống mà mất đi hoàn toàn trí nhớ sống thay cho người khác so với tử vong không phải là càng thêm thú vị sao linh lung cô không phải là muốn giết chết cô ta sao nhiếp vô yêu mở miệng hỏi nhiếp linh lung cười lạnh một tiếng nhiếp vô yêu cô ta đủ tư cách để khiến tôi quan tâm sao hoặc là nói cô ta đủ tư cách để cho tôi ra tay sao? còn không đợi, nhiếp vô ưu mở miệng, nhiếp linh lung lại nói, chứ nói chi bây giờ cô ta mất đi ký ức, cho dù có khôi phục lại ký ức, nhiếp vô ưu trong mắt tôi cái gì cũng không phải. a, à, đó là tất nhiên, nhiếp vô ưu, à ta thì tính là cái thứ gì, căn bản là không đáng giá để linh lung cô đặt vào trong mắt. nhiếp vô ưu cười lạnh nói, bây giờ nhiếp linh lung rốt cuộc khủng bố đến mức nào? nhiếp gia không biết, độc lập châu không biết, nhưng trong lòng nàng thì lại biết được rõ ràng nhất. Chỉ bất quá, nhiếp linh lung cho rằng con ả diệp oản oản đó không đủ để lọt vào mắt của nàng. Nhưng, nhiếp vô ưu lại muốn khiến cho diệp oản oản chết không có chỗ chôn mới hả dạ. Thân phận của nàng bây giờ mới là nhiếp vô ưu Hết thảy của nhiếp vô ưu đều là thuộc về nàng. Bao gồm cả, kỳ tu nhiễm. Cái con ả diệp oản oản đó không có tư cách lấy được sự xem trọng của kỳ tu nhiễm, càng không có tư cách cùng kỳ tu nhiễm thân cận chút nào. À ta thậm chí không có tư cách bước vào nhiếp ra nửa bước. a à, nhiếp vô yêu, nhìn chằm chằm diệp oản oản ở khu khách quý, khóe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười lạnh như băng. À ta thật đúng là tự đem chính mình xem như không sợ minh chủ rồi sao. Để cho ả à ta tiếp tục nhảy nhót một hai ngày, thì cũng chẳng làm nên trò chống gì. Chờ sau khi yến hội kết thúc, nàng liền tự mình phái người đi đến không sợ minh, vạch trần thân phận của Diệp Oản Oản. Đến lúc đó, căn bản không cần nàng động thủ, nàng liền muốn nhìn một chút, còn ả à Diệp Oản Oản đó sẽ chết thê thảm đến giường nào. Còn không đợi, nhiếp vô ưu suy nghĩ nhiều, phía trước đã nổ vang tiếng đối trưởng kịch liệt. Chỉ thấy, ngay phía trước, màn giao thủ của kỳ hoàng và tu la chủ còn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục chương 1549, đừng đánh, cha cậu bị xe đụng. Trước đó liền nghe tu la chủ thực lực phi phàm, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không phải là hư danh. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía tu la chủ, lãnh đạm thờ ơ cười nói. Người cũng không tệ, tu la chủ mặt không biểu cảm, liếc nhìn kỳ tu nhiễm một cái, ngữ khí lạnh giá. Diệp oản oản thấy khí thế hai người cứ không chết không thôi như thế này, chân mày nhíu chặt lại, khóe mắt đảo đến vị trí của Nhiếp Vô Danh còn đang gặm dưa hấu. Lúc này, Diệp Oản Oản rời khỏi khu khách quý, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. "Đừng ăn nữa." Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngơ ngác, "Sao vậy?" "Anh đi hỗ trợ một chút." Diệp Oản Oản nói. "Hỗ trợ?" Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ. Diệp Oản Oản nói thế này là có ý gì? "Giúp bên nào?" nhiếp vô danh hỏi theo bản năng. Cái gì mà giúp bên nào? Can bọn họ ra đi. Diệp oản oản mở miệng. Lúc này, nhiếp vô danh lắc đầu một cái, hai vị đại lão đánh nhau, một ông chủ nhỏ như tôi đi xem náo nhiệt làm gì. Lại nói, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Anh coi như thật sự không đi. Diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh. Không đi, người nào đi người đó là khốn khiếp. Nhiếp vô danh nói. Hai, Diệp Oản Oản từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền giấy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói, vậy xem ra, tiền này cũng không có duyên phận gì với anh rồi. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Nhiếp vô danh nhìn thấy một cọc lớn toàn giấy bạc 100 tệ trong tay Diệp Oản Oản, bỗng nhiên một cái liền đoạt lấy, cao mày mở miệng, em gái ngoan của tôi, nói nhăng nói cuội gì đấy. Cô và tôi là anh em kết nghĩa, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không sờn. Chúng ta là quan hệ như thế nào, cô có chuyện, vậy còn không phải là chuyện của tôi sao nhiếp vô danh nói xong đem một cọc tiền giấy lớn bỏ vào trong ngực diệp oản oản đây là nhiếp vô danh không sai đâu tới đây em gái ngoan của tôi cô nói gì chính là thế đó nhiếp vô danh đứng ở bên cạnh diệp oản oản nguyên một bộ mặt thiên lôi chỉ đâu đánh đó làm cho bọn họ đừng đánh nữa lòng diệp oản oản tràn đầy bất đắc dĩ được tôi đi khuyên nhủ nhiếp vô danh gật đầu một cái chậm chậm chạy đến chỗ kỳ tu nhiễm và tu la chủ đang giao đấu. Vào giờ phút này, kỳ tu nhiễm cùng tu la chủ hai người còn chưa dừng tay, trận chiến vẫn đang bùng nổ kịch liệt. Tu nhiễm, bỗng nhiên, nhiếp vô danh từ phía sau, ôm lấy kỳ tu nhiễm. thấy vậy, kỳ tu nhiễm hơi nhíu mày lại, đối với hành vi của nhiếp vô danh, có chút không cách nào hiểu được. Mau mau nhanh, cùng tôi trở về, kỳ thúc thúc vừa mới gặp tai nạn giao thông, bị xe tông thúc ấy đang ở bệnh viện, không liên lạc được cậu, mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi. Cậu nhanh chóng đi bệnh viện cùng tôi một chút, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tài xế đụng kỳ thúc thúc, gây chuyện bỏ chạy. Mặt nhiếp vô danh đầy vẻ, nôn nóng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ sơ hở nào, cứ như cha của kỳ tu nhiễm, thật sự bị xe tông. Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, kỳ tu nhiễm nhất thời sửng sốt một chút. Mắt thấy kỳ tu nhiễm bị nhiếp vô danh ôm lấy từ phía sau, tu la chủ cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiếp tục ra tay, mà đứng chắc tay ở đằng xa. Ngay khác thỉnh giáo, kỳ tu nhiễm nhìn về phía tu la chủ, chợt cùng nhiếp vô danh xoay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp oản oản mặt đầy mộng bức. Nàng để cho nhiếp vô danh đi can ngăn, vạn vạn không ngờ tới, nhiếp vô danh lại can ngăn kiểu này. Loại phương thức can ngăn này, quả thật từ xưa đến nay hắn là người thứ nhất chỉ sợ cũng chỉ có nhiếp vô danh mới có thể nghĩ ra được. Thấy kỳ tu nhiễm không dây dưa nữa mà rời khỏi thẩm ra, tu la chủ mặt không biểu cảm, trong mắt hiện ra hàn quang nhiếp hồn người khác, xoay người trở lại chỗ ngồi, uống vào một ngụm trà xanh. chương 1550, cùng tôi về nhà. Giờ phút này, cả đám bọn khô cốt đuổi theo kỳ tu nhiễm, mặt đầy ngơ ngác, kỳ ra chủ bị xe đụng. Bọn họ làm sao không hề nhận được tin tức, nhưng nhiếp vô danh lại. Tuy là trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên miệng lại không một ai dám nói thêm cái gì. Vạn nhất thật bị đụng thì sao? mắt thấy chuyện giữa kỳ tu nhiễm và tu la chủ lắng xuống, diệp oản oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho hai người này cứ đánh tiếp như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới phân được thắng bại. Thậm chí hai người tranh đấu không đơn thuần là chuyện của hai người kỳ tu nhiễm và tu la chủ, mà còn liên quan đến nguyên cả một thế lực của kỳ hoàng và a tu la sau lưng bọn họ một khi hai thế lực lớn này đấu đá lẫn nhau hậu quả khó mà lường được giờ phút này diệp oản oản đi tới bên cạnh tu la chủ ngồi ở đối diện anh ta một đôi mắt dán chặt vào gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt này một câu cũng chưa hề nói ước chừng sau nửa khắc đồng hồ chàng trai mới nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt lạnh lùng nói bạch minh chủ nhìn đủ chưa nghe tiếng diệp oản oản cười khanh khách nói tu la chủ đẹp mắt như vậy làm sao có thể nhìn đủ còn không đợi tu la chủ mở miệng diệp oản oản lại nói tôi rất hiếu kỳ tu la chủ tại sao lại cùng kỳ hoàng đánh nhau chẳng lẽ đúng như trước đó bắt đầu từng nói tu la chủ và kỳ hoàng là do đánh cờ đến tức giận nhịn không được nghe câu này tu la chủ yên lặng một lát sau đó mở miệng nói bạch minh chủ có thể hiểu như vậy diệp oản oản không nhìn ra bản lĩnh chém gió của anh chàng tu la chủ này ngược lại cũng không hề kém tu la chủ đại nhân tôi có một vật muốn cho anh xem bỗng nhiên con người diệp oản oản khẽ đổi thấp giọng cười nói vật gì tu la chủ lãnh đạm hỏi vật này không mang theo ngay tại nhà của tôi không biết tu la chủ có thời gian hay không theo tôi về nhà chơi một chút diệp oản oản nói đến lúc đó chính mình đem đại bạch mang về nhà ma chỉ cần cái anh chàng tu la chủ này đến rồi không tin thử anh ta không ra vậy cứ chờ khi nào có thời gian rảnh rỗi lại nói Tu La chủ nói xong, chậm rãi đứng lên, chợt cùng đám người Khương Viêm xoay người rời đi. "Được nha, cứ quyết định như vậy đi, Tu La chủ đại nhân cũng không nên đổi ý nha." Khóe miệng Diệp Oản oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười hơi khó hiểu. Nếu như anh chàng Tu La chủ này là tư giả Hàn mà nói, Đại Bạch không có khả năng không nhận ra. Loại mãnh thú giống như Đại Bạch này, nhận thức không chỉ là thông qua cặp mắt, còn có mùi cơ thể. Anh ta khẳng định không nghĩ tới Đại Bạch bây giờ đang ở không sợ minh. Với thân phận của Tu La Chủ mà nói, nếu để cho anh ta tự mình đi đến không sợ minh, khẳng định là không mấy thích hợp. Nhưng nếu như là đi đến nhà ma mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tu La Chủ rời khỏi không bao lâu, kỳ tu nhiễm lại lần nữa quay trở lại, đánh giá chung quanh. Chỉ chốc lát sau, kỳ tu nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Tu nhiễm, thúc thúc thế nào? Diệp Oản Oản hỏi không sao kỳ tu nhiễm nói vậy vô danh ca ca đâu diệp oản oản tiếp tục dò xét chạy rồi kỳ tu nhiễm thành thật trả lời diệp oản oản tu la chủ đâu kỳ tu nhiễm nhìn về phía diệp oản oản không biết đã đi rồi thì phải diệp oản oản trả lời sau này không cho phép tiếp cận tu la chủ giọng điệu của kỳ tu nhiễm cứng rắn đến độ xưa nay chưa từng có làm cho người ta căn bản là không có cách nào nghi ngờ hay cự tuyệt Tại sao? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ, nàng vừa vặn muốn biết, mới vừa rồi, kỳ tu nhiễm rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà lại trở mặt với tu la chủ tại một dịp như thế này, thậm chí còn đánh nhau. Em muốn biết sao? Đôi con người của kỳ tu nhiễm sáng như ánh sao vậy, nhìn Diệp Oản Oản. Muốn biết, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nàng có thể không muốn biết sao. Trường 1551, tùy tiện chơi một chút. Tại sao không cho phép nàng tiếp cận tu la chủ? Diệp Oản Oản đang hoài nghi, liền nghe được Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, bởi vì em là vị hôn thê của tôi. À, không ngờ tới Kỳ Tu Nhiễm lại có thể trả lời như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận. Sẽ không phải là kỳ hoàng ghen chứ? Từ lúc nhận biết anh ta tới nay, bất cứ lúc nào, Kỳ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều là bộ dáng phong khinh vân đạm đầy điêu luyện kia cho nên nàng thật đúng là không có cách nào đem kỳ tu nhiễm và ghen liên hệ lại với nhau. Huống chi Bạch Phong nào phải là vị hôn thê của anh ta, không phải chỉ là một người tình mờ ám thôi sao? Vị hôn thê của anh ta không phải là nhiếp vô ưu sao? Bất quá, Diệp Oản Oản đối với chuyện giữa Bạch Phong và kỳ tu nhiễm dù sao cũng không nắm rõ lắm, nên không dám nói lung tung, chỉ có thể cười gượng. Đúng lúc này, nhiếp vô ưu đột nhiên đi về phía bọn họ Diệp Oản Oản vội vàng thừa cơ rời khỏi, vậy tôi còn có việc, đi trước một bước đây. Nói xong lập tức dẫn theo bác đấu và thất tinh đang còn nhai nhồm nhòm trong miệng rời đi. Từ xa xa có thể nhìn thấy, nhiếp vô ưu đang ỉu điệu đứng ở trước mặt kỳ tu nhiễm, cùng anh ta nói gì đó. Trên xe, Diệp Oản Oản thấy thất tinh có biểu cảm như thở phào nhẹ nhóm, nhíu mày nhìn cậu ta, làm sao lại biểu lộ như chút được gánh nặng. Bác đầu vừa gặm chiếc bánh kem tiện tay mang ra ngoài, vừa lên tiếng nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao. Tối nay Kỳ Hoàng và Tu La chủ đồng thời xuất hiện. Đứng trước hai anh trai đẹp siêu cấp như vậy, phong tỷ lại có thể đều nhịn được không có nhào qua, quả thực là quá khiến cho người ta bất ngờ rồi. Diệp Oản Oản, có cần thiết phải kích động đến vậy sao? Thất tinh muốn nói lại thôi, rốt cục mở miệng, phong tỷ, hai người này không phải là người mà không sợ Minh có thể trêu chọc, Lần trước hành vi của phong tỷ đem hoa tặng cho kỳ hoàng và đêm khuya lẻn vào Atula quá mức nguy hiểm, cũng còn may là bình yên trở về rồi. Kỳ hoàng sau đó cũng không trách tội, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Thấy thất tinh lại bắt đầu làm nhảm, Diệp oản oản bất đắc dĩ khoát tay một cái, biết. Biết rồi, lần trước chính là rảnh rỗi đến phát chán, tùy tiện chơi một chút mà thôi. Đừng khẩn trương như vậy, cậu nhìn cậu mà xem, mới mười mấy tuổi mà thôi, không biết còn tưởng rằng cậu là ông già 70 đến 80 đấy. Thất tinh, làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán. Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện chơi. Thất tinh nhíu chặt chân mày, phong tỉ. Diệp oản oản, dừng lại. Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm. Bảo đảm cũng sẽ không bao giờ gây chuyện nữa. Các cậu cứ việc an tâm đi. Thất tinh thấy Diệp oản oản thề son thề sắt, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng tin rồi thấy thất tinh rốt cuộc cũng không lại nhảy nữa, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không gây chuyện, làm sao có thể. Kế hoạch của nàng thật vất vả mới tiến hành được tới bước này. Tối nay kỳ hoàng ra tay là bởi vì chuyện gì nàng không rõ ràng, nhưng người nào đó thì sao? À đúng rồi, bắt đầu, thất tinh, chờ lát nữa các cậu giúp tôi đem tiểu bạch và tiểu hắc qua nhà tôi nha. Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, mở miệng nói biết phong tỷ rất thích hai con thú cưng kia bắc đầu và thất tinh hai người không hề suy nghĩ nhiều gật đầu đáp ứng diệp oản oản về tới nhà ma rất nhanh bác đấu và thất tinh hai người đem virus và sắt đều đưa tới thất tinh cũng không biết có phải là phát hiện cái gì hay không không mấy yên tâm nhìn chằm chằm diệp oản oản phong tỷ tỷ thật sự là không định làm gì nữa diệp oản oản gật đầu liên tục không có không có thất tinh còn muốn nói gì nữa con người Diệp Oản Oản chuyển động, lập tức mở miệng nói, hai người các cậu nếu như không yên lòng mà nói, hay là tối nay lưu lại đây cũng được. chương 1552, đêm khuya gửi thư. Thất tinh còn chưa lên tiếng, bắt đầu nghe vậy, nhìn chằm chằm căn nhà ma âm u sau lưng Diệp Oản Oản, lập tức bắp chân khẽ run lên, lông tơ đều dựng đứng, không. Không cần đâu phong tỉ, tụi đệ tin tưởng tỉ, tuyệt đối tin tưởng rồi, bye bye, ngủ ngon nói xong lập tức kéo lấy thất tinh chạy biến không còn thấy bóng ai mà dám ở lại nơi quỷ quái như thế này chứ thành công hù dọa hai gã đàn em rời đi diệp oản oản hài lòng gật đầu xem ra căn nhà ma dọa nàng đến mức thần kinh suy nhược này vẫn còn có chút tác dụng diệp oản oản đang muốn vào cửa xa xa trong màn đêm dường như có một tia chớp thoáng qua lúc trạng vạng tối bắt đầu có tiếng sấm nổ ì đùng phỏng chừng buổi tối sẽ mưa như thác đổ Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Oản Oản đã thích ứng không ít, nhưng một đêm mưa tầm tã như này, độ kinh khủng của một nơi ma quỷ như này như tăng thêm gấp bội, khiến con tim nhỏ của nàng sợ hãi. Cũng còn may tối nay đã đem Đại Bạch và Tiểu Hắc mang tới rồi, có thể ở bên cạnh nàng giúp nâng cao sĩ khí. Để tránh hai gã bắt đấu và thất tinh tiếp tục lại nhảy, lần này, Diệp Oản Oản không để cho hai người bọn họ làm việc, mà lại phái Lưu Ảnh giúp nàng đi đưa tin cho Tu La chủ. Sau đó, Diệp Oản Oản liền ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve cái đầu lông xù của Đại Bạch, khóe miệng khẽ trúng chím cười. Hiện tại Đại Bạch đã có, chỉ thiếu gió đông. Đang vuốt đầu Đại Bạch, đột nhiên, một cái đầu lông xù đen thùi lùi cũng đi qua, gầm nhẹ một tiếng, nhích đầu đẩy Đại Bạch sang một bên. Tranh sủng. Diệp Oản Oản vội vuốt ve Birus đang ghen tị, tốt rồi, tốt rồi, tiểu hắc ngoan ngoãn. Sờ sờ sờ, cũng sờ ngươi, ngươi ngoan nhất. Cùng lúc đó, trang viên Atula, Khương Viêm nơm nớp lo sợ cầm trong tay một phong thư giao cho Tu La chủ nhà mình. Phong thư này thật sự là có chút khiến hắn không nhìn nổi. Bức thư được cột trên một nhánh hoa hồng đỏ thắm kiểu diễm ướt át, trên tờ giấy phun nước hoa, hơn nữa còn là vẽ hình trái tim màu hồng đầy ý vị. Người đưa tin nói, là Minh chủ không sợ Minh Bạch Phong gửi thư cho ngài. Khương Viêm cúi thấp đầu trả lời, không hiểu sao bỗng nhớ đến một màn lỡ thấy tu la chủ và bạch phong đang đè nhau chung một chỗ nhất thời sắc mặt có chút lúng túng đồng thời trong lòng tràn đầy tức giận không sợ minh lại có thể làm nhục chủ thượng như vậy chờ cổ độc của chủ thượng giải rồi a tu la nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ chẳng qua là hiện tại phương pháp giải cổ độc mãi vẫn không tìm được càng không có biện pháp nào để động đến bọn chúng cái ả bạch phong này thật sự là khinh người quá đáng nghe nói mấy ngày trước vẫn còn công khai trêu ngươi kỷ hoàng ngay trên đường cái, bây giờ ngay cả Atula chúng ta cũng dám sỉ nhục. Khương Viêm tức giận mở miệng. Đi ra ngoài, thanh âm của chàng trai âm lãnh dị thường. Khương Viêm run rẩy, bức thư này. Đón lấy biểu cảm âm trầm của người đàn ông, Khương Viêm lập tức nói, vậy tôi đi xử lý ngay. Cái ả à bạch phong đó, không chỉ đưa thư cho ngài, lại có thể đồng thời cũng đưa cho kỷ hoàng. Quả thực là, Cậu nói cái gì, thượng tòa, biểu cảm âm lãnh của nam nhân cứ như thể mây đen mịt mù trước cơn bão tố. Nửa giờ sau, ngón tay của Diệp Oản Oản thong thả gõ gõ bàn uống trà. Cũng không biết tư giả Hàn sẽ tới hay không. Vì thế nàng còn cố ý để cho Lưu ảnh đổ thêm dầu vào lửa, lửa anh ta nói rằng cũng đồng thời đưa tin cho Kỳ Hoàng. Đang suy nghĩ, ngoài cửa, một tiếng bước chân âm trầm vang lên trong gió đêm. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang vọng bên trong căn nhà ma, vào đêm muộn này lại càng thêm kinh người. Ánh mắt Diệp oản oản khẽ chấp, không nhanh không chậm đứng lên. Một tiếng cọt kẹt, cửa chính được kéo ra, Diệp oản oản cười khanh khách nhìn chàng trai với sắc mặt âm trầm đến cực hạn bên ngoài cửa, tu la chủ đại nhân đại giá quang lâm, khiến căn nhà nhỏ của kẻ hèn này như tỏa ánh hào quang, vô cùng vinh hạnh. Trường 1553, dẫn theo người tái giá chống lại con người giảo hoạt của cô gái, chàng trai cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Chính mình bị nàng tính kế rồi. Nhưng mà, nếu như anh không tự chui đầu vào lưới, nói không chừng nàng thật sự sẽ đi hẹn hò cùng kỳ tu nhiễm. Loại chuyện này, nàng tuyệt đối làm được. Cho nên, vô luận như thế nào, anh chỉ có một lựa chọn. Nghĩ tới đây, ngực của tư giả hàn giống như đang kìm nén một đám lửa đang hừng hực cháy, không có lối thoát. Diệp Oản Oản tâm tình rất tốt mà mở miệng, tu la chủ đại nhân, mời vào. Chàng trai cất bước đi vào, cạch một tiếng, cửa chính sau lưng bị gió đêm đóng lại. Đóng cửa, thả đại bạch. Để bảo đảm hiệu quả, nàng cố ý đem tiểu hắc đẩy ra bên ngoài nhà rồi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản kích động nhìn về phía đại bạch đang nằm sấp trên tấm thảm. Đại bạch à, nhờ vào ngươi. Đại bạch giã tính vẫn chưa thuần, trừ đường đường, và người chủ nhân như tư giả hàn này, đối với những khác người đều là thái độ cảnh giác và vô cùng bài xích. Nàng ban đầu cũng vô cùng cực khổ tích lũy độ hảo cảm dài lâu mới có thể tiếp cận được nó. Thái độ đại bạch khi đối đãi với người thân cận và người xa lạ, khác biệt hết sức rõ ràng. Diệp Oản Oản vừa dẫn tư dạ hàn đi vào bên trong phòng, vừa quan sát thái độ của đại bạch. Nếu như tu la chủ là tư dạ hàn, đại bạch nếu như không quá nhiệt tình, thì tối thiểu gì trạng thái và thân thể của nó cũng sẽ buông lỏng phần nào nhưng nếu tu la chủ là người xa lạ, đại bạch tuyệt đối sẽ hướng về phía anh ta gào thét đầy cảnh giác. Tu la chủ, mời ngồi, thấy ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên người bạch hổ, diệp oản oản ung um dung thản nhiên mở miệng nói, hai con này là thú cưng của tôi. Không biết tu la chủ đại nhân có từng nuôi thú cưng bao giờ chưa? Chưa từng, chàng trai mặt không đổi sắc trả lời. Cái tên này, nói xạo không chấp mắt. Thấy đại bạch bình chân như vậy nằm sấp ở trên thảm trải sàn, mí mắt đều không nhắc lấy một cái, Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, nói thật là kỳ quái, con bạch hổ này của tôi, nếu như là nhìn thấy người xa lạ, nhất định sẽ gầm lên đầy tàn bạo. Hôm nay nhìn thấy tu la chủ ngài, một chút phản ứng cũng không có. Thật sao, chàng trai hờ hững nhìn về phía con hổ trắng nằm ở cạnh chiếc ghế salon đối diện. Đại bạch hổ trừng mí mắt lên, đôi mắt thú hướng về phía chàng trai nhìn một cái, quả thật dường như có vẻ không hề có ý định công kích. Diệp Oản Oản tỏ vẻ ta đây biết ngay mà, cười lạnh nói, "Tất nhiên, trừ phi là đối đãi với người cực kỳ thân cận, hoặc là chủ nhân của mình, nếu không, con bạch hổ này tuyệt đối không thể nào có loại phản ứng này." "Không biết tu la chủ và đại bạch của tôi biết nhau lúc nào, lại còn quen thân đến vậy." Diệp Oản Oản từng bước tra hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, đột nhiên, bên tai truyền đến một một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa giống. Giống Slut đột nhiên gào thét ép tới gần tư dạ hàn, cực kỳ tàn bạo gầm lên, thậm chí ngay cả răng nanh đều lộ ra, cảnh giác mà đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dường như lúc nào cũng có thể nhào tới. Chàng trai bưng một ly trà lên, thản nhiên hướng về phía cô gái nhìn một cái, thú cưng của bạch minh chủ. Phản ứng tựa hồ có chút chậm tiến. Diệp oản oản chố mắt nghẹn họng. Một hồi lâu sau, Diệp oản oản nhìn chằm chằm sắt đang xù lông gào thét và nam nhân đối diện phong khinh vân đạm, Quả thật là thiếu chút nữa bị tức nổ phổi rồi. chậm tiến, cái, em, gái, anh. Miệng nó. Đại bạch cái đồ lừa đảo. Thật con miệng nó chủ nào tớ nấy. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp oản oản cắn răng nghiến lợi. Được, rất tốt. Tu la chủ ngài thật là lợi hại. Tôi nguyện cam bái hạ phong. Không biết bạch minh chủ có ý gì. Giống. Thấy đối phương giả bộ ngu. Diệp oản oản hết lần này tới lần khác còn không có cách nào hung tợn trừng mắt lườm slut vẫn còn đang gầm nhẹ, đủ rồi đấy cái đồ lừa đảo này, uổng cho ta tốt với ngươi như vậy rồi. Có tin ta dẫn theo ngươi đi tái giá hay không? chương 1554, lại có thể dùng Mỹ Nam kế. Nghe được câu nói sau cùng của cô gái, ly trà đang đưa lên miệng của chàng trai bỗng khựng lại một chút. Diệp oản oản ngoài cười nhưng trong không cười, ôm lấy mặt của đại bạch nhào nặn, ô, không đúng, ta căn bản là chưa từng gả chồng, làm sao lại gọi là tái giá đây? Dĩ nhiên là muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Người nói có đúng hay không, đại bạch tương đương tương đương tương đương. Tức chết, tức chết, tức chết. Đại bạch dễ dụa tránh thoát cái đầu bị nhào nặn tới biến dạng của mình, sau đó lắc 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 rũ lại bộ lông rối giống tương đương. Này này, tên kia, quản nữ nhân của ngươi một chút dùm đi. Người đàn ông giống như thể hoàn toàn không nghe ra được nàng đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, dĩ nhiên, cũng không có khả năng sẽ đi cứu con thú cưng đáng yêu nào đó, nếu như bạch minh chủ không có chuyện gì, vậy xin cáo từ. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời buông lỏng đại bạch ra, đi về phía chàng trai. Đại bạch hổ lập tức thừa cơ trốn thoát khỏi, ma chảo, chạy biến không còn thấy bóng dáng. Tu la chủ đại nhân cần gì phải gấp gáp, hôm nay tôi hẹn ngài qua đây, tự nhiên là có chính sự. Ngài hẳn là vẫn chưa quên, cổ độc trên người của tôi và anh vẫn chưa được giải, cũng không còn sống được mấy hôm chẳng lẽ tu la chủ đại nhân không hề lo lắng chút nào sao ánh mắt chàng trai hơi trầm xuống hướng về phía cô gái nhìn lại vậy theo ý bạch minh chủ diệp oản oản cười nói theo ý tôi lần trước tôi cũng đã nói tôi đã có người trong lòng rồi nếu như muốn tôi tìm kiếm một tình yêu mới vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào cho nên tôi ngày hôm nay mời ngài qua đây dĩ nhiên là muốn cùng tu la chủ thương nghị biện pháp giải quyết ánh mắt chàng trai như đầm nước sâu không thấy đáy, không biết bạch minh chủ có biện pháp gì. Con người Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông sạch sẽ mà trói mắt trước mặt mình, từng chữ từng chữ một mở miệng nói, ti a u n f u l l v n tình cảm của tôi đối với kỷ hoàng so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, nước cạn núi mòn không thay đổi, dù sấm mùa đông, dù tuyết mùa hạ, thiên địa hòa hợp, tuyệt đối không đổi rời. Cho nên, nếu như Tu La Chủ Đại Nhân muốn làm cho tôi yêu anh để giải độc, Tôi khuyên anh nên buông xuôi đi. Tình cảm của tôi đối với bạn trai mình so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, nước cạn núi mòn không thay đổi, dù sấm mùa đông, dù tuyết mùa hạ, thiên địa hòa hợp, tuyệt đối không đổi rời. Cho nên, anh vẫn là nên buông xuôi đi. Trong phút chốc, thời không dường như trong nháy mắt trôi qua thật nhanh. Chợt, bỗng nhiên đông cứng lại. Âm thanh trong vắt của cô gái giống như cuốn lấy, vang vẳng không ngừng ở bên tai anh. Năm đó, người thiếu nữ ấy vẫn còn có chút sợ anh, trăm phương ngàn kế làm cho anh vui lòng, còn từng nói cho anh biết, ở trường học có người theo đuổi nàng, nàng rất biết điều trả lời rằng chính mình đã có bạn trai, hơn nữa nói với đối phương một đoạn văn như vậy. Nhưng mà, hiện tại, lời giống như vậy, một chữ không kém, nàng lại dùng ở trên người một người đàn ông khác. Kỳ tu nhiễm, ba chữ kia, cứ như một dạng độc dược vô hình ăn mòn lấy anh. Chàng trai ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, thật sao? Diệp Oản Oản cũng không biết là có phải ảo giác của mình hay không, nam nhân đối diện vẫn là là biểu cảm, giấy dầu không thấm muối, nọ, không một chút sơ hở nào. Nhưng dường như, lại khiến cho người ta có cảm giác có chỗ nào đó thay đổi. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản ngữ khí đầy khẳng định mở miệng, đang muốn nói tiếp, nhưng mà một giây kế tiếp, trên môi lại bỗng nhiên đau xót. Cảm nhận nụ hôn nóng bỏng trên môi, đầy khí tức xâm lược ùn ùn kéo đến cứ như công thành chiếm đất nhanh chóng bao trùm lấy đôi môi nhỏ bé của nàng. Diệp Oản Oản trong nháy mắt trợn to hai mắt, con người đều như muốn trợn trừng sắp rớt ra ngoài. Nguyên bản nàng đang vô cùng tức giận, suy nghĩ coi như không làm cho anh ta bị lộ tẩy, cũng nhất định phải làm cho anh tức đến mức nuốt không trôi giống mình. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Thứ càng làm cho nàng không thể nghĩ đến, sau khi chàng trai hôn nàng xong, lại có thể nắm lấy ngón tay của nàng, sau đó cứ như vậy dùng tay nàng, từng cúc từng cúc một cởi chiếc áo sơ mi của anh ta. Rất nhanh, cổ của chàng trai, xương quai xanh, nơi ngực, tất cả đều dần dần được cởi ra. Diệp Oản Oản cảm giác chính mình quả thật cứ như bị lửa đốt vậy, mặt đầy mộng bức, chỉ có thể bi phẫn không dứt mà trừng mắt đầy tố cáo nhìn chàng trai ở trước mặt mình. Này, quá phận rồi đấy, lại có thể, lại có thể dùng, Mỹ Nam kế, vô vô thịt ngay cho bố. Đức Huy thiệt đi, thiệt đi nào. Trường 1555 cũng là một người đàn ông bình thường. Phải không, Bạch Minh Chủ có thể thử xem. Đối mặt với sự khiêu khích của chàng trai, Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Mỹ nhân kế là tuyệt chiêu cuối của nàng, làm sao đến cuối cùng lại bị anh ta đem ra dùng trước. Nội dung cốt truyện này phát triển không hề có chút khoa học nào. Không được, phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ chống đỡ. Tối nay, quyền khống chế nhất định phải ở trong tay của nàng, không thể bị người đàn ông này dắt mũi dẫn đi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, nắm trộm lồng ngực săn chắc lồ lộ, lộ của người nào đó, sau đó tự thuyết phục mình rằng dưới tay mình chỉ đang sờ một tảng đá. Gắng ngượng, tỏ vẻ, bầu tăng hôm nay ăn say, đầy chấn định mở miệng nói, tu la chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Xin tự trọng, coi như là anh như vậy cũng không hề có bất kỳ đất dụng võ nào. Bạch Phong tôi nếu như đã ưa thích một người, tuyệt đối sẽ đối với người đó quyết một lòng. Trong mắt, trong lòng tất cả đều chỉ có một mình anh ấy, mà những mỹ sắc khác trong mắt tôi toàn bộ đều là phù vân. Tôi cũng không phải là loại người sẽ bị trai đẹp dụ dỗ. Thế nhân đều nói tôi phóng đáng không kiềm chế được, trên thực tế tôi chính là một người vô cùng đứng đắn nha, ơ. Lời còn chưa dứt, trên môi đã lần nữa bị một nụ hôn nóng bỏng che lại. Đứng, đắn, cái, em, gái, Em Diệp Oản Oản hưng phấn nhảy cẫng lên, trực tiếp dùng sức nhào tới. Một giây kế tiếp, wing, một tiếng, hai người đồng thời ngã lên chiếc ghế salon. Diệp Oản Oản dùng sức đem chàng trai đè xuống ghế salon, mấy cái nút áo cuối cùng cũng bị nàng toàn bộ bứt đứt, a, à, một tiếng liền tác thẳng về phía xương quai xanh của chàng trai, lưu lại trên đó một dấu son môi hồng nhạt. Chàng trai rên lên một tiếng, nơi đáy mắt tàn bạo ấy lại là sự ôn nhu và cưng chiều đến cực hạn một tay của chàng trai ôm lấy giữa hông của cô gái tránh cho nàng không cẩn thận từ trên ghế salon té xuống bạch minh chủ giường như nói lời không thật với lòng mình diệp oản oản hoàn toàn không thèm để ý đến việc mình bị trêu chọc vừa rên rỉ vừa mở miệng nói a à, khó trách tu la chủ đại nhân chết đã đến nơi mà lại không hề cuống cuồng chút nào đây nguyên lai là tự tin vào mỹ sắc không có người nào anh không giải quyết được đúng không anh nghĩ rằng tôi là loại người như anh tưởng tượng như vậy sao Tôi cho anh biết, anh nói đúng rồi." Diệp Oản Oản nói xong liền cắn thẳng vào môi của chàng trai. Tất cả phòng tuyến, phòng bị của chàng trai, kề bên thân thể mềm mại và ấm áp, mùi hương dịu dịu của nàng, hoàn toàn tan vỡ. Một giây kế tiếp, chàng trai ôm lấy hông của cô gái, dùng sức một cái, một giây kế tiếp, vị trí hai người đã hoán đổi. Trước khi nụ hôn của chàng trai rơi xuống, Diệp Oản Oản chưa quên chính sự, hơi hơi nghiêng mặt tránh thoát. Nghe Đồn Tu La chủ đại nhân không gần nữ sắc, tôi thấy Tu La chủ đại nhân ngài cũng là nói lời không thật với lòng mình. Nam nhân mặt không đổi sắc mà mở miệng, "Bạch Minh chủ, tôi tuy là Tu La chủ, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường." Nghe người đàn ông đang vừa đè mình vừa nói như đúng rồi, Diệp Oản Oản nhất thời nổi giận, cho nên nói, "Ý của Tu La chủ đại nhân là, ngài bây giờ đối với tôi chẳng qua chỉ là xuất phát từ phản ứng sinh lý của một người đàn ông bình thường mà thôi, thật sao?" Thân sắc chàng trai hơi khựng lại một chút, trong lúc nhất thời không hề mở miệng, nhưng nhìn biểu cảm bên ngoài, lại là âm thầm chấp nhận. Diệp Oản oản cười lạnh một tiếng, "Tu La chủ đại nhân, thứ cho tôi nhắc nhở một câu, tình một đêm không có cách nào giải được cổ độc. Tình cổ chính là vua của các loại cổ, không dễ dàng giải như vậy. Giải cổ độc nhất định phải thỏa mãn điều kiện hai bên đều phải yêu nhau, tâm đầu ý hợp. Ngược lại nếu như giải được cổ độc, vậy thì chứng tỏ anh ta đang nói dối." Chàng trai nghe nói như vậy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nhiệt độ nơi đáy mắt càng ngày càng lạnh, Bạch Minh chủ trước khi nhắc nhở tôi, có cần nên nhắc nhở lại bản thân mình trước hay không? Vừa rồi nếu nói là đối với kỷ hoàng quyết một lòng, tối nay cần gì phải uổng công vô ích? chương 1556, báo ứng này cũng tới quá nhanh đi. Diệp oản oản cắn răng, cười khanh khách mở miệng nói, ngài nói không sai, tôi đối với kỷ hoàng là quyết một lòng, coi như, vạn hoa tùng chung quá, sao, Trái tim của tôi từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi. Vạn hoa tùng chung quá, vô cùng đào hoa, vô số người tình vô vô. Bất quá, như thế này làm sao lại có thể là uổng công vô ích đây? Dù sao đại nhân ngài cũng là thủ lĩnh Atula, coi như là không thể giải cổ, có thể ngủ được chung một lần, vậy cuộc đời này cũng không tiếc. Trong nháy mắt khi nàng dứt tiếng, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt nam nhân cơ hồ liền nổ tung anh nhìn chằm chằm cô gái của mình như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trong lời nói của cô gái, toàn bộ đều đem kỳ tu nhiễm xem như ánh trăng trong nước hồ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Nhưng lại xem anh như, hoa thơm cỏ lạ, tiện tay ngắt cho vui. Trước đó nàng làm đủ loại chuyện với anh, cũng chỉ xem như là tiện tay ngắt hoa, vui chơi qua đường mà thôi. Vậy năm đó thì sao? Giả dạng làm tiểu đầu mục của không sợ minh, lẻn vào Atula, dùng mọi cách để tiếp cận anh, tất cả đều là như thế sao? Cho nên, sau khi ngủ chung liền đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Nghĩ tới đây, chàng trai cảm giác như trái tim mình bị người ta xé rách, cả người cũng giống như đang bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt thành cho tàn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm ánh mắt của chàng trai càng ngày càng đáng sợ và ảm đạm đi, biết ngay là chính mình hôm nay đã chơi ác rồi. Nếu là lúc trước, nàng nào dám nói loại mấy lời liều mạng kiểu này, nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt. Nàng dùng hết biện pháp đều vô ích, chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường thôi. Ngoài cửa, thanh âm của gió đêm gào thét. Đùng đùng đùng. Ngay vào lúc này, trong tiếng gió đêm, một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Đã chế thế này, người nào còn gõ cửa? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, mắt thấy nam nhân có khả năng liền sắp lộ ra sơ hở, Diệp Oản Oản tất nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, ngó lơ hoàn toàn tiếng gõ cửa kia tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên rất có quy luật diệp oản oản quyết định không thèm để ý tới đang muốn châm thêm dầu vào lửa tiếp tục đâm kích chàng trai sát cạnh mình lúc này ngoài cửa lại vang lên một giọng đàn ông tiểu phong có ở đây không miệng nó kỳ tu nhiễm trong nháy mắt khi nghe được âm thanh của kỳ tu nhiễm diệp oản oản nhảy dựng dậy y như cá chép búng người không để ý đụng vào ly trà phát ra tiếng vỡ ly loảng xoảng làm bậy rồi Kỳ Tu Nhiễm tại sao sẽ đột nhiên qua đây, lại còn đúng vào lúc này. Quả thật là bó tay rồi. Đại khái là bởi vì nghe được tiếng ly trà vỡ vụn trong nhà, tiếng gõ cửa của Kỳ Tu Nhiễm càng gấp gáp hơn rồi, "Tiểu Phong, em không sao chứ?" Diệp Oản oản sống lưng thẳng tắp, cả người gấp đến độ xoay mòng mòng, "Tu La chủ đại nhân, anh nhanh trốn một chút." Kỳ Tu Nhiễm hình như cho là nàng đã xảy ra chuyện gì, đã chuẩn bị xô cửa ra rồi, mắt thấy liền muốn lao vào. Vào lúc này coi như là từ cửa sau đi ra cũng không kịp rồi. Con người Diệp Oản Oản quét phòng khách một vòng, thấy một chiếc tủ lớn ở góc tường, vì vậy vội vàng nhìn về phía nam nhân mở miệng nói. "Tiểu Phong, a, à, tôi không sao, không có việc gì, anh trễ như vậy tại sao còn tới, có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản vội vàng hướng về ngoài cửa kêu một tiếng. Đồng thời, Diệp Oản Oản vội vàng thúc giục chàng trai trên ghế salon, "Mau, mau nhanh." nhìn thấy bộ dạng vô cùng lo lắng này của diệp oản oản sắc mặt của chàng trai đã lạnh đến như có tuyết bao phủ không nhanh không chậm ngồi dậy ung dung thong thả đóng lại nút áo bất quá chỉ đóng lại hai nút liền bất động trời à báo ứng này tới cũng quá nhanh rồi đi diệp oản oản quả thật là khóc không ra nước mắt phịch một tiếng trực tiếp ngồi bệch xuống ở trước mặt ghế salon đầu tựa vào đùi chàng trai nước mắt lưng tròng thanh âm mềm đến không thể nào mềm hơn tu la chủ đại nhân nhờ cậy nhờ cậy Đại ân đại đức, chọn đời khó quên. Chương 1557, làm cho người ta phát bực. Khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô gái dán vào trên đùi của mình, khuôn mặt nhỏ bé đầy đáng thương nhìn anh, khuôn mặt kết xương của chàng trai, ngọn lửa nóng hừng cháy trong lòng như muốn thiêu anh thành cặn bã, những thống khổ kia, tựa hồ cũng trong nháy mắt giảm đi mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn thấy có triển vọng, vội vàng thừa cơ chờ mình, vừa bò dậy, vừa khoác lấy cánh tay của chàng trai thật nhanh đẩy anh ta lại chỗ chiếc tủ lớn, tiện tay kéo cửa tủ ra, ủy khuất tu la chủ đại nhân, cảm phiền ngài bây giờ trốn ở chỗ này một chút. Nam nhân nhìn chằm chằm chiếc tủ sau lưng, vừa liếc nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn nhất thời lại lạnh xuống. Diệp Oản Oản thời khắc này quả thật giống như là bị vợ cả bắt gian tại trận vậy. Cái gã, vợ cả, đáng chết này. Âm, một tiếng, kỳ tu nhiễm đoán chừng là vì lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện gì, đã bắt đầu đầy bạo lực xô cửa. Diệp Oản Oản hiện tại thật là vô cùng hối hận, mới vừa rồi vì sao phải chọc giận anh ta, chỉ có thể vịn lấy bả vai của chàng trai, dán đôi môi mềm mại của mình lên, Nhờ cậy, nhờ cậy. Kết quả, mặt của chàng trai nghiêng sang một bên, tránh ra. ạc à, ạc à, lần này thật sự làm cho người ta phát bực rồi. A, à, Diệp Oản Oản nhướng mày một cái, đột nhiên đầy đau khổ không dứt, ôm lấy bụng của mình, thật là đau sau đó liền thừa dịp trong nháy mắt khi chàng trai bị phân tâm diệp oản oản dùng sức đẩy chàng trai vào trong chiếc tủ sau đó cạch một tiếng dùng sức đem cửa tủ đóng lại rác trực tiếp khóa trái lại từ bên ngoài trong nháy mắt khi cánh cửa tủ đóng lại bên trong là một người đàn ông đã bị chọc cho phẫn nộ đến cực hạn cùng lúc đó cửa chính ầm ầm bị người khác từ bên ngoài hút bung ra kỳ tu nhiễm đi vào diệp oản oản đầu đầy mồ hôi lạnh chạy tới Khục khục, sao anh lại đến đây vậy? Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm ung dung thản nhiên đảo mắt nhìn khắp phòng khách. Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí ngăn trở phương hướng của chiếc tủ bếp, sau đó làm bộ mắt lim dim buồn ngủ mở miệng nói, "Không có việc gì cả, chỉ là không cẩn thận làm đổ ly trà mà thôi." "Nhanh ngồi đi, tôi rót trà cho anh." Có khách, Kỳ Tu Nhiễm hướng về bàn trà nhìn một cái. Trừ ly trà bị nàng làm vỡ nát ra, đối diện còn có một ly trà khác. Trong lòng Diệp Oản oản hơi hồi hộp một chút, vừa thu dọn mảnh vỡ ly trà, vừa giải thích, mới vừa rồi thất tinh có qua ngồi một chút. Đã chế thế này, có chuyện gì sao? Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm ly trà kia mấy lần, ngồi xuống ở trên ghế salon, dường như cũng không hề suy nghĩ nhiều, trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững trước sau như một, mở miệng nói, không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy cần giải thích một chút với em, giữa tôi và Nhiếp Vô Ưu cũng không có gì cả. Chỉ vì chuyện này sao? diệp oản oản vội vàng nói không có việc gì không có việc gì tôi không hề để ý chút nào tôi đương nhiên tin tưởng anh mà anh nói gì tôi cũng đều tin cả thật sao dĩ nhiên diệp oản oản gật đầu liên tục hy vọng những gì đêm nay tôi nói với em tại thẩm gia em cũng ghi nhớ kỹ trong lòng kỳ tu nhiễm mở miệng tối nay kỳ tu nhiễm nói với nàng cái gì diệp oản oản vào lúc này não có chút hỗn loạn cố gắng nhớ lại một chút sốt cuộc đã nghĩ ra liền vội mở miệng nói anh nói là tôi không nên tiếp cận tu la chủ sao biết rồi tôi nhớ rồi dĩ nhiên là đã nghiêm túc nghe và ghi nhớ kỹ diệp oản oản thề son thề sắt nói anh yên tâm đi tôi tuyệt đối sẽ không tiếp cận anh ta đâu diệp oản oản vừa dứt lời từ phương hướng của tủ bếp dường như truyền tới một tiếng đùng vang lên ánh mắt của kỳ tu nhiễm trong nháy mắt thuận theo hướng thanh âm truyền tới con người cười trúng chím dường như thoáng qua một vệt băng lãnh. Diệp oản oản sợ đến mức lông tơ cả người đều muốn dựng lên. Tệ hại. chương 1558, nguy cơ của kiếp sống vuốt lông. Ngay vào lúc này, một cái bóng màu đen từ phía sau tủ bếp đi ra. Diệp oản oản đảo trong mắt một vòng, vội vã mở miệng nói, Bia ngươi làm sao lại nghịch ngợm như vậy? Diệp oản oản quả quyết đẩy lựu đạn sang trên người của Bia Thời điểm Beerus đi ngang qua chiếc tủ, tựa hồ là đã phát hiện gì đó, đột nhiên hoài nghi ngừng lại trước mặt chiếc tủ, ngửi ngửi một cái, còn phát ra tiếng, dừ dừ, đầy cảnh giác. Mẹ nó, đừng hủy đi tiền đồ của ta như vậy mà, tiểu hắc. Diệp Oản Oản vội vàng vỗ bên cạnh chiếc ghế salon một cái, ra lệnh, Beerus, qua đây. Giống, báo đen sau khi do dự một chút giữa Diệp Oản Oản và chiếc tủ, sau đó đầy quả quyết hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Báo đen bén nhẹ nhảy nhẹ một cái, nhảy tới trên ghế salon, sau đó thuần thục đem đầu lớn đặt ở trên chân của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản trấn an gãi gãi cầm báo đen, thân thể chú báo đen thả lỏng đầy hưởng thụ, hoàn toàn đem chiếc tủ quên ở sau ót. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thấy kỳ tu nhiễm cũng không chú ý đến chiếc tủ kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ha ha, đã chế thế này, tôi liền không giữ anh lại lâu nữa, nhìn trời dường như muốn mưa anh vẫn là nên đi sớm một chút đi kỳ tu nhiễm nâng ly trà lên không gấp diệp oản oản cái gì mà không gấp chứ nàng rất gấp đấy có được hay không ai biết vị đại lão trong ngăn tủ kia còn có thể nhẫn được bao lâu tiểu phong tôi biết em thích chơi đùa thích trai đẹp bất quá ai cũng được chỉ có tu la chủ là không được biết chưa kỳ tu nhiễm ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy chỉ bất quá ngoài ý cười trúng chím nơi đáy mắt lại là sự nghiêm khắc chưa bao giờ có. Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi đối với tu la chủ thật sự là hoàn toàn không hề có bất kỳ ý tưởng gì cả. Người kia âm trầm, ngày ngày đều nghiêm mặt, dọa chết người ta. Giáng dấp có dễ nhìn đi nữa tôi cũng không có khả năng coi trọng, có được không? Diệp oản oản chỉ muốn kỳ tu nhiễm đi cho mau, hắn nói cái gì đều liên tục phụ họa. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng cả. Chẳng qua là, nếu như vậy sợ là sẽ đem người nào đó đắc tội thảm rồi diệp oản oản lần đầu tiên cảm giác được kiếp sống vuốt lông của mình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có bộ lông này sợ là nàng vuốt không xong rồi ánh mắt của tôi rất tinh chỉ thích người ôn nhu lại hay cười tương đương dưới tình huống bi thảm này diệp oản oản chỉ có thể trước tiên vuốt lông vị này cho xong chuyện đã kỳ tu nhiễm nghe vậy khẽ cười một tiếng nụ cười kia lại nói kỳ tu nhiễm cười lên lực sát thương thật sự quá lớn diệp oản oản phục hồi lại tinh thần dùng sức vỗ ót của mình một cái giờ đã đến lúc nào rồi lại còn có tâm trí đi ngắm trai cơ đấy bất quá cũng may kỳ tu nhiễm cuối cùng cũng tin tưởng nàng trễ lắm rồi em sớm nghỉ ngơi một chút vâng 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 anh cũng vậy diệp oản oản chợt thở phào nhẹ nhõm không hề chú ý tới ánh mắt của kỳ tu nhiễm như có như không hướng về phía chiếc tủ cổ xưa nọ nhìn một cái tôi tiến anh, Diệp Oản Oản liên tục không ngừng muốn tiến khách. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đứng dậy muốn đem kỳ tu nhiễm đưa đi, đột nhiên, nơi cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân nhốn nháo. Sau đó chính là tiếng lanh lảnh của bắt đầu, phong tỷ. Phong tỷ, tỷ đã ngủ chưa? Bắt đầu. Cái tên khỉ khô này. Nghe tiếng bước chân, trừ bắt đầu ra, thật giống như cũng không thiếu người. Sao lại đông như vậy? Lúc này đang là giữa đêm đấy sao lại náo động như vậy? Không được, không thể bị đám người bắt đầu bọn họ nhìn thấy anh. Diệp Oản Oản quả thật là đã sắp muốn điên rồi. Bết bát nhất là, khóa cửa mới vừa rồi đã bị kỳ tu nhiễm làm hư, cửa chính chỉ khép hờ, tiếng bước chân của bắt đầu càng ngày càng gần, cửa chính đã bị người ta chậm rãi đẩy ra. Mà trong toàn bộ phòng khách, có thể giấu người, chỉ có một chỗ. Trường 1559, các anh đừng đánh nhau nha. Nếu như bị đám người bắt đấu và thất tinh nhìn thấy kỳ tu nhiễm ở chỗ này, nỗi oan nàng phải gánh lấy hẳn là có thể sánh cùng với thiên địa. Hơn nữa quan hệ giữa nàng và kỳ hoàng không thể bị người ngoài biết được. Tôi tránh đi một chút vậy, kỳ tu nhiễm mở miệng, ánh mắt dừng lại ở trên chiếc tủ lớn đó. Mắt thấy kỳ tu nhiễm kéo cửa tủ ra, Diệp oản oản hét lớn một tiếng, không nên. Cửa tủ lớn mở ra, còn người ôn nhu tựa như gió mát kia, đã cùng với con người băng xương lạnh như gió rét ở bên trong nọ, ở cùng một chỗ. Diệp oản oản gào thét bi thương một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chuyện này, quả thật là làm bậy rồi. Phong tỷ, phong tỷ, ô, oh, cửa nhà của phong tỷ làm sao lại hư rồi. Diệp oản oản che mặt nâng chán, chỉ có thể đem kỳ tu nhiễm đẩy vào, sau đó dương mắt dòm hai vị đại lão bên trong, ủy khuất cho hai vị rồi, tôi lập tức đem người đuổi đi các anh các anh sống trung hòa bình nha cũng đừng nên đánh nhau ở bên trong nha nàng rất muốn khóc kỳ tu nhiễm hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái phong khinh vân đạm cười một tiếng được không hổ là kỳ tu nhiễm mà lại có thể nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong ngăn tủ mà còn có thể cười được một chút phản ứng khác thường cũng không có nàng chọc phải rốt cuộc đều là dạng nhân vật đáng sợ gì vậy trời về phần tu la chủ ánh mắt như đao kiếm kia nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Oản Oản vội vàng đóng cửa tủ lại. Trong nháy mắt khi nàng đóng cửa tủ lại, bác đấu và thất tinh đi vào. Bác đầu đặt mông ngồi xuống ở trên ghế salon, trực tiếp bưng ly trà mới vừa rồi kỷ hoàng uống lên, ực ực uống hai ngụm, không hề ý thức được chút nào việc ly trà này vẫn còn ấm, hay là mới vừa rồi có người đến. Phong tỷ, làm sao cánh cửa của tỷ lại hư rồi vậy? không phải tối nay lúc tụi đệ đi tất cả vẫn còn êm đẹp sao? Bất quá không có việc gì, mấy chuyện như lắp cửa đệ rất am hiểu, có gì để đệ giúp tỷ sửa chữa? Tỷ cứ yên tâm, hãy tin tưởng đệ. Nhân viên sửa cửa dầu kinh nghiệm bắt đầu đắc ý mở miệng nói. Hai người các cậu, tại sao lại quay trở lại rồi hả? Diệp oản oản nhìn chằm chằm hai người, nghiến răng. Bắt đầu nói, dĩ nhiên là có chuyện vô cùng khẩn cấp rồi. Diệp oản oản tựa cười nhưng không phải cười, ha ha nếu như cậu không có chuyện gì lớn tôi đánh chết cậu chuyện liên quan đến tính mạng của phong tỷ làm sao lại không phải là chuyện lớn bác đầu vừa nói chuyện vừa vỗ tay một cái tất cả vào đi nói xong mười mấy người phần phật từ ngoài cửa đi vào diệp oản oản đảo mắt nhìn theo một cái tất cả đều là trai đẹp tươi non mơn mởn đủ loại phong cách và khí chất đều có hơn nữa nhìn giá trị nhan sắc so với mấy nhóm lần trước bắt đầu vội vàng tìm tới kia còn tốt hơn gấp mấy lần. Nhìn dáng dấp, lần này quả là hao phí không ít tinh lực mới tìm ra được những người này. Diệp oản oản nhức đầu không thôi xoa xoa mi tâm, lại nữa rồi. Không phải đã nói đừng khổ công đi làm những thứ này nữa sao? Huống chi chuyện lần này của tôi, cậu đi tìm người cũng vô ích. Bắt đầu nhất thời xít lại gần Diệp oản oản, mở miệng nói, làm sao lại vô dụng. Nghe nói thứ đồ chơi cổ độc kia sẽ ảnh hưởng tới thân thể của tỷ, làm kích thích ra sắc tố hay bài tiết gì đó, khiến tỷ dễ dàng mất khống chế hơn. Tỷ nhìn hành vi gần đây của tỷ liền thấy đây đúng là sự thật. Đừng để tới lúc hết thời gian, cổ độc của tỷ thì chưa được giải, mà mạng nhỏ lại đã bị mất trước rồi. Phong tỷ, tỷ trước tiên cứ dùng tạm một chút đi, để tránh lỡ như tỷ không nhịn được lại đi tìm chết. Kỳ hoàng và tu la chủ, chúng ta đừng nên nghĩ tới nữa, nha thất tinh mặc dù không hề nói chuyện, nhưng đại khái cũng ngầm thừa nhận cách làm của bắt đầu. Vì vội vàng muốn dụ dỗ hai người rời đi, Diệp Oản Oản đầy nghiêm túc mở miệng, không phải đều đã nói trước là tôi rảnh rỗi quá đến phát chán hay sao. Ở trong lòng các cậu, minh chủ của các cậu như tôi, chẳng lẽ sẽ bị Mỹ sắc làm mù mị đầu óc, là người không có chừng mực như vậy sao? Trường 1560, Mỹ sắc đều là gió thoảng mây bay chẳng lẽ tôi là cái loại sẽ bị Mỹ sắc làm mù mị đầu óc, là người không có chừng mực như vậy sao? Diệp Oản Oản nói xong câu này, thất tinh lựa chọn yên lặng, bắt đầu dùng sức gật đầu một cái, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Oản Oản, ngươi tới đây cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bắt đầu trong nháy mắt trốn phía sau thất tinh, phong tỷ, quen biết tỷ đã nhiều năm như vậy, để còn có thể không hiểu tỷ hay sao. Tỷ cũng đừng nên lại lừa mình dối người mà. Người tỷ còn chưa nhìn nữa, làm sao sẽ biết không yêu thích. Tỷ nhìn kỹ một chút, lần trước thời gian hơi gấp gáp, nhưng lần này đệ thật sự là rất chăm chỉ đi tìm. Để có đi tìm bạn gái cũng chưa từng để tâm như vậy. Tỷ trước tiên hãy liếc mắt nhìn một vòng đi đá. Ha ha đi nhìn. Vừa nghĩ tới hai người kia trong ngăn kéo, coi như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm nàng cũng không có tâm tình đi thưởng thức, có được không? Diệp Oản Oản tùy ý nhìn lướt qua lần này đám người mà bọn bác đầu đi tìm quả thật tất cả đều có giá trị nhan sắc rất cao ngay cả khí chất cũng đều có cảm giác chỉ tiếc không so sánh thì thôi đi so với hai vị bên trong kia cũng không thể trách ngay cả tâm tình liếc mắt nhìn nàng cũng đều không có vì đối phó bác đấu cùng thất tinh diệp oản oản chỉ có thể tiện tay điểm một cái vậy thì người này đi bác đầu liếc nhìn người mà diệp oản oản chọn quả là dáng rất đặc biệt đáng yêu trên mặt còn có lúm đồng tiền nhút nhát đứng ở nơi đó. Bắt đầu nhất thời lầu bầu nói, phong tỷ, tỷ đừng đùa nữa, tỷ làm sao có thể sẽ thích loại này. Tỷ tốt nhất hãy chọn kỹ, không nên gạt đệ mà. Tỷ qua đây, tới nhìn một chút xem người này thì thế nào. Bắt đầu đầy tâm huyết đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên khác, chỉ vào người cuối cùng, tỷ xem người này một chút. Thấy thế nào? Diệp Oản Oản hướng về người đàn ông mà bắt đầu chọn nhìn lại. Anh ta mặc một thân âu phục màu trắng, tóc có màu nâu đen tự nhiên, con người màu xám hơi nhạt, tướng mạo vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, trên mặt là nụ cười mỉm đầy ôn nhu. Khiến cho Diệp Oản Oản ngạc nhiên chính là, trên trán người này, lại có thể có chút tương tự cùng với tư giả hàn. Diệp Oản Oản, người này, người đàn ông này, quả thực là bản kết hợp giữa kỷ hoàng và tu la chủ nha. Khí chất giống như Kỳ hoàng, tướng mạo giống như tu la chủ. Thế nào, như thế nào, không tệ chứ, chỗ mạnh của kỳ tu nhiễm và tu la chủ, hắn tất cả đều có. Để đi tìm khắp cả Độc Lập Châu mới tìm ra được một gã đàn ông kỳ diệu đến như vậy. Bắt đầu kích động mở miệng nói. Diệp Oản Oản mới vừa rồi căn bản cũng không hề nhìn kỹ những người này. Hiện tại nhìn một chút, không khỏi không thừa nhận, chỉ từ góc độ thưởng thức mà nói, điều kiện của người này quả thật tốt vô cùng. Thả vào giới giải trí, chỉ bằng vẻ ngoài này, liền có thể tạo nên một quả bom tấn đấy. Quả thật không tệ. Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, mở miệng nói. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, trong con người của người đàn ông này nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng, đúng không, đúng không? Để biết ngay tỷ sẽ thích mà, tỷ nghĩ xem, cùng với vị tiểu Mỹ Nam này ở chung một chỗ, cũng giống như là đồng thời cùng kỳ hoàng và tu la chủ ngủ chung vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Bắt đầu ra sức chào hàng. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm bắt đầu, cái gì gọi là đồng thời cùng kỳ hoàng và tu la chủ ngủ chung? nói chuyện cũng đừng kinh khủng như vậy có được không? Bác đầu vừa quan sát thần sắc của Diệp Oản Oản, vừa lên tiếng nói, sao vậy? Hay là đem hắn ta lưu lại cho tỷ nha? a à, một người đối với phong tỷ khẳng định là không đủ, chỉ bằng tất cả đệ đều lưu lại cho tỷ đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, không đủ cái con khỉ. Không cần, một người cũng không cần, mang hết đi, tôi muốn đi ngủ rồi, đừng quấy giày tôi. Tôi đã nói với cậu, Bây giờ đối với Mỹ sắc một chút hứng thú cũng không có. Đàn ông cái khỉ gì, tất cả đều là gió thoảng mây bay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1560.